Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Tập 105. Chương 1041, truyền thuyết về hắc ám cấm chủ. Thật sự có người còn thảm hơn cả ta ư? Thiện Ác ngẩn người, khó có thể tin hỏi lại. Hàn Tuyệt kể lại những gì Hàn Bá Thần đã trải qua cho y nghe. Nghe thấy vậy Thiện Ác lâm vào trầm mặc. Tu luyện thật tốt đi. Hãy tìm kiếm mục tiêu chân chính của ngươi, đừng để cho ta thất vọng. Hàn Tuyệt nói với ý tứ sâu xa. Thiện Ác không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Chẳng biết tại sao, Thiện Ác cảm thấy nụ cười của hắn thật là thần thánh, thật là vĩ đại. So sánh với vị thủy tổ này, y thật sự là quá mức hẹp hòi. Hẹp hòi đến mức không xứng tu luyện ở trước mặt hắn. Thiện Ác đã hiểu rõ Hàn gia có vô số tử tôn, đã được truyền thừa mấy ngàn vạn năm. Bên trong chư thiên vạn giới nhất định có tử tôn càng kiệt xuất hơn y, cũng có tử tôn thảm hại hơn y nhiều. Mặc dù như thế, Thủy Tổ lại lựa chọn Thiện Ác y. Giờ khắc này, trong lòng Thiện Ác phun trào cảm xúc khó có thể nói nên lời. Sự không cam lòng, sự oán hận trong đáy lòng cũng theo đó mà tan biến. Y nghiêm túc nói, Thủy Tổ, ta sẽ cố gắng nỗ lực, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của ngài. Hàn Tuyệt cười nói, đối với lực lượng của bản thân ngươi, ngươi có phát hiện gì không? Thiện Ác nói, có, nhưng rất mơ hồ. Luồng lực lượng này hình như là nhân quả chi đạo mà ngài từng nhắc đến. Ta có thể thông qua nó để nhìn trộm hỗn độn, nhìn trộm âm dương. Nhưng mà ta không cách nào sử dụng nó. Việc sử dụng mà ta nói đến ý là để nó hóa thành lực lượng chiến đấu của ta. Hàn Tuyệt nói, ở hỗn độn có một vị đại năng vô cùng thần bí, có lẽ cũng là tồn tại thần bí nhất trong cả hỗn độn và thích thiên. Hắn tên là Hắc Ám Cấm Chủ, chưa từng có người nào nhìn thấy bản thể của hắn, nhưng rất nhiều đại năng bị hắn nguyền rủa. Hắn lấy góc nhìn của người ngoài đi giới thiệu về Hắc Ám Cấm Chủ, Thiện Ác nghe thấy vậy cảm thấy rất ngạc nhiên. Lấy nguyền, rủa chứng đạo, vang dội cổ kim, còn có tồn tại như vậy sao? Ta cũng đã từng bị Hắc Ám Cấm Chủ nguyền rủa, cho nên đã truyền lực lượng nhân quả này cho ngươi. Nếu như ngươi có thể trở thành tồn tại như Hắc Ám Cấm Chủ, ngày sau Hắc Ám Cấm Chủ nguyền rủa ta, ngươi có thể giúp ta nguyền rủa lại Hắc Ám Cấm Chủ. Hàn Tuyệt cười nói, Thiện Ác nghe đến mức nhiệt huyết dâng trào. Thủy Tổ giao phó mục tiêu tu luyện cho y, dĩ nhiên y rất kích động. Sau khi biết rõ ràng lý do tại sao Thủy Tổ thu lưu chính mình rồi, y không những không cảm thấy mất mát, ngược lại càng thêm cảm kích Thủy Tổ. Không ngờ Thủy Tổ lại lựa chọn y để đối chiến với tồn tại cường đại như vậy, thật sự là một niềm vinh dự đối với y. Thiện Ác nắm chặt hai tay, nói, ta nhất định sẽ dùng lực lượng nhân quả để bảo vệ Thủy Tổ, bảo vệ mọi người. Để giới thiệu Thiện Ác với con cháu của Hàn gia cùng với đệ tử của Ẩn Môn, những ngày này Hàn Tuyệt đã dẫn y đi gặp những người khác. Ai cũng rất nhiệt tình với y, rất quan tâm y. Điều này khiến cho y cảm nhận được tình thân đã lâu không có, y rất quý trọng điểm này. Hàn Tuyệt thò tay vuốt vuốt đầu của y, khiến cho y cảm thấy hơi xấu hổ. Tuy rằng Thiện Ác đã gần 500 vạn tuổi, nhưng tâm trí của y vẫn còn lưu lại ở giai đoạn thiếu niên. Những năm này y vẫn luôn bế quan, vì vậy cũng chưa từng đi ra ngoài trải nghiệm. Ngươi là tử tôn mà ta coi trọng nhất, ta tin tưởng ngươi. Hàn Tuyệt ôn hòa cười nói. Thiện Ác nghe thấy Hàn Tuyệt nói như vậy thì trở nên vô cùng phấn khích, cả người dường như muốn phát hỏa lên. Sau đó, Hàn Tuyệt để cho y lại tiếp tục tu luyện. Sau khi tiến vào trạng thái tu hành, Thiện Ác rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hàn Tuyệt mỉm cười, bắt đầu xem xét thông báo. Con hàn hoang của ngươi bị người tu hành Thích Thiên tập kích 80.922.321 lần, hảo hữu Tà Thiên Đế bị nguyền rủa thần bí, hảo hữu Hoàng Tôn Thiên bị đại năng thần bí của Thích Thiên tập kích, bị trọng thương đồ đệ Kỳ Tiên Thần tiến vào vận mệnh trường hà của Thích Thiên, hảo hữu Chí Phạt Thần Tôn bị đại năng thần bí tập kích, con gái Hàn Linh của ngươi thu được hơn 100 triệu sinh linh tín ngưỡng, đạo hạnh tăng mạnh, hảo hữu Lý Đạo Không dung hợp kiếm đạo trường hà sáng lập đại đạo giới, đạo hạnh tăng mạnh, hảo hữu Trật Tự Thánh Mẫu tiến vào vô cấu đại đạo giới, vẫn cứ náo nhiệt như vậy. Mỗi một cái thông báo đều ẩn chứa số lượng tin tức rất phong phú. Hàn Tuyệt có thể liên tưởng ra được một đoạn chuyện có nội dung kinh tâm động phách. Thật có ý tứ. Đột nhiên Hàn Tuyệt cảm thấy hơi hâm mộ những người kia. Chính là bởi vì tốc độ tu hành không bằng hắn, cho nên ngược lại có thể trải nghiệm càng nhiều nhân sinh hơn hắn. Hàn Tuyệt cũng muốn tùy ý làm bậy,
thế nhưng sau lưng của hắn không có chỗ dựa. Đệ tử thân truyền, bọn tử tôn chí ít có hắn làm chỗ dựa, mà hắn thì sao? Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào hệ thống để trở nên mạnh mẽ. Nếu như gặp phải cường địch vượt xa cảnh giới trước mắt, hắn cũng phải chết. Cho nên hắn rất may mắn vì con đường mà bản thân hắn đã lựa chọn là vô cùng chính xác. Không ra ngoài sẽ giảm thiểu khả năng tiếp xúc với cường địch. Bảo trì khiêm tốn, trước khi trưởng thành cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý tới. Sau khi xem hết thông báo, Hàn Tuyệt lại chuyển lực chú ý lên Trung Nguyên giới. Trung Nguyên giới rời xa hỗn độn và thích thiên, chỉ có đại đạo trí thượng mới có khả năng đặt chân vào lĩnh vực không bạch. Nhưng cho dù là đại đạo trí thượng cũng không dám xâm nhập vào lĩnh vực không bạch. Những vị sáng tạo đạo giả kia đều không ra tay với Trung Nguyên giới, cho nên Trung Nguyên giới vẫn gió êm sóng lặng. Nhưng đây chỉ là nói đến bên ngoài Trung Nguyên giới mà thôi. Bên trong Trung Nguyên giới vậy mà lại xuất hiện một trận phân tranh trước đó chưa từng có. Theo sinh linh càng ngày càng nhiều, u tộc và đám hỗn độn ma thần giảng đạo, càng ngày càng nhiều người tu hành xuất hiện, thực lực cường đại rồi, dã tâm tự nhiên sẽ sinh sôi. Có kẻ trời sinh tà ác, có kẻ trời sinh thích giết chóc, cũng có kẻ bởi vì hạn mức cao nhất của tư chất mà bắt đầu cướp đoạt. Tình huống gì đều có, phân tranh dĩ nhiên xuất hiện. Đối với chuyện này, Hàn Tuyệt cũng không có ý khác, vui vẻ nhìn những gì đang diễn ra. Những chuyện này cứ giao cho u tộc và Trung Nguyên thần tộc, hỗn loạn mới có khả năng thành lập trật tự. Nơi nào có sinh linh, nơi đó sớm muộn cũng sẽ có tranh đấu, tồn tại cường đại vốn dĩ cần có nhỏ yếu hơn tới phụ trợ. Chỉ cần Trung Nguyên giới không xảy ra đại nạn, hắn cũng sẽ không quản. Việc hắn cần làm chính là dẫn dắt chúng sinh của Trung Nguyên giới đi theo đại thế. Hiện tại Hàn Tuyệt đã có thể hiểu được tại sao thần lại mặc kệ con người gặp khó khăn, hắn đã trở thành thần mà phàm nhân phỉ nhổ lúc trước. Trong một tòa đại điện vô cùng sáng ngời, hai hàng cột đá cao không thấy đỉnh xếp thành hàng dài, hình thành một cái đại đạo thông thiên. Phía cuối của đại đạo, có một bóng người đang ngồi trên một chiếc ngai vàng khổng lồ cao 100 trượng, chính là Hàn Linh. Hàn Linh mặc một bộ váy áo màu vàng, sắc mặt uy nghiêm, tóc dài buông thõng trên ngai vàng, đầu đội long phượng đế quan, tựa như thần linh cổ xưa sáng tạo ra hết thảy. Nàng đang yên tĩnh đả tọa, uy nghiêm mà thần thánh. Lúc này, ba bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở dưới đại điện bao la, Hàn Diêu, Hàn Nghiệp và Hàn Bá Thần. Khí thế của ba người rất khủng bố, khí phách oai hùng như là những chiến thần bách chiến bách thắng. Nhưng khi bọn họ đối mặt với Hàn Linh lại quỳ một chân trên đất hành lễ với nàng. Hàn Diêu mở miệng nói, bệ hạ, thích thiên xuất hiện quy tắc chí cao bị bóc tách ra, thế lực khắp nơi đều đã tiến đến tranh đoạt quy tắc chí cao, muốn lấy, được vận khí đại đạo thần quyền. Ta muốn thay mặt tạo hóa đế đỉnh tiến đến tranh đoạt. Hàn Nghiệp nói khẽ, trận chiến này liên quan đến uy danh của tạo hóa đế đỉnh, vẫn nên phái đế tướng mạnh nhất thì hơn, cũng chính là ta. Hàn Bá Thần cười ha ha nói, lực lượng của các ngươi tuy mạnh, nhưng không bá đạo bằng ta. Nếu như muốn một tiếng hót lên làm kinh người thì vẫn phải dựa vào lực lượng của ta. Ba người công khai so tài với nhau, ai cũng không muốn chịu thua đối phương. Hàn Linh mở miệng nói, các ngươi cùng nhau đi tới đó đi. Nhất định phải đoạt được quy tắc chí cao kia, cho dù là đối mặt với nhị ca của trẫm, các ngươi cũng không được từ bỏ. Hàn Nghiệp cười nói, Hàn Hoang tổ tiên sao? Ta đã sớm muốn so tài với y. Hàn Diêu và Hàn Bá Thần cũng lộ ra vẻ chờ mong. Bọn họ không được chứng kiến thực lực chân chính của Hàn Hoang, nhưng trong số những người nổi danh đâu có ai là kẻ yếu. Danh khí của Hàn Hoang đối với bọn họ có thể nói là như sấm bên tai, dĩ nhiên bọn họ đều muốn có cơ hội được khiêu chiến y. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1042, Đại Hỗn Chiến. Ba người các ngươi nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Chấm cho phép các ngươi cạnh tranh, nhưng đó là trong phạm vi nội bộ. Đối mặt với bên ngoài, các ngươi phải cùng chung kẻ địch, hiểu chưa? Thanh âm của Hàn Linh lạnh lùng, lại hiện ra cảm giác áp bách rất mãnh liệt. Ba người Hàn Nghiệp gật đầu, lập tức đảm bảo với nàng sẽ không làm sàng bậy. Hàn Linh lại dặn dò vài câu, sau đó ba người Hàn Nghiệp lập tức khởi hành rời đi. Nhìn bóng lưng của bọn họ rời đi, Hàn Linh lấy ra một tấm gương này hiện lên màu vàng, mặt kính đục ngầu. Bờ môi của Hàn Linh khẽ nhúc nhích, âm thầm niệm chú. Rất nhanh, một hư ảnh đi ra khỏi mặt gương,
đúng là đế binh của nàng. Vị đế binh này hóa thành một vệt sáng đỏ vội vã phóng đi, thoáng cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Hàn Linh nhếch miệng lên, tiếp đó nhắm mắt lại. Thích Thiên. Vực sâu vô tận, sương mù dày đặc tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được dãy núi nhấp nhô. Một dòng sông cực lớn tỏa ra ánh sáng rực rỡ trôi nổi giữa không trung, lẳng lặng lưu động, mang đến ánh sáng cho không gian trong phạm vi ức vạn dặm quanh đó. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch và Lão Đam liên tục bay tới, đứng ở trước dòng sông tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lão Đam tấm tắc kêu kỳ lạ nói, Thích Thiên thật sự là thần kỳ, vậy mà lại có quy tắc chí cao rơi xuống, nếu là ở hỗn độn thì căn bản đây là chuyện không dám nghĩ đến. Khương Dịch lắc đầu nói, chỉ sợ đây là âm mưu thôi. Gần đây hỗn độn tàn phá bừa bãi Thích Thiên, quy tắc chí cao này xuất hiện có thể hấp dẫn đa số người tu hành hỗn độn. Nếu lại thiết lập mai phục ở đây, vậy thì có thể một lần hành động tiêu diệt tất cả. Triệu Hiên Viên cười nói, không dễ dàng như vậy, một mình Hoàng Sư Đệ đã có thể quét ngang Thích Thiên. Thích Thiên tổ chức chiến lực như thế nào để tiêu diệt toàn bộ hỗn độn? Khương Dịch cảm thấy có lý nên cũng nở nụ cười. Đạo Chí Tôn chăm chú nhìn quy tắc chí cao, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão Đam đang muốn nói chuyện, một luồng khí tức mạnh mẽ đánh tới. Đại Thiên Thần Vương ta muốn có quy tắc chí cao này. Một tiếng quát cường thế truyền đến, là Đại Thiên Thần Vương, một trong thập tuyệt thiên kiêu của thịnh hội hỗn độn lần thứ nhất. Đạo Chí Tôn nhíu mày, y dĩ nhiên nhớ kỹ Đại Thiên Thần Vương. Tên này làm cho y cảm thấy rất khó chịu, không ngờ hôm nay lại gặp mặt ở đây. Chỉ thấy Đại Thiên Thần Vương mặc một bộ đại bào trắng sạch sẽ tinh tươm, chân đạp bạch long bước đến. Con bạch long kia dài đến vạn dặm, bốn móng vuốt bước trên mây, đằng vân giá vũ, uy vũ khí phách. Đại Thiên Thần Vương chú ý đến trên người Đạo Chí Tôn, cười nói, đây, chẳng phải là hắc mã ở thịnh hội hỗn độn đột nhiên đứt gánh giữa đường đây sao? Chậc chậc, ngươi lại còn thèm muốn ngoại lực nữa à? Cẩn thận hao hết đạo tâm, làm mình bị lạc đường đấy. Những lời này của y vô cùng ác độc. Nghe thấy vậy, trong mắt Đạo Chí Tôn bắn ra sát cơ. Đạo Chí Tôn không nói hai lời, lập tức thẳng hướng Đại Thiên Thần Vương. Khương Dịch theo sát phía sau, Triệu Hiên Viên lại không hề ra tay mà nhìn quy tắc chí cao. Y quay sang hỏi Lão Đam ở bên cạnh, lão đầu, ngươi nói xem quy tắc chí cao này đại biểu cái lực lượng gì? Ba tôn đại đạo chí thượng hỗn chiến với nhau, kinh thiên động địa, khiến cho tà vụ trong thiên địa kịch liệt bốc lên. Lão Đam nhìn chằm chằm vào quy tắc chí cao nói, khí tức của nó vô cùng mênh mông nhưng lại không hề hung ác, có lẽ có liên quan với nhân quả và vận khí. Đúng lúc này, từng luồng khí tức cường đại từ khắp nơi trong vực sâu vô biên này đánh tới. Triệu Hiên Viên và Lão Đam thay đổi sắc mặt. Đáng chết, tại sao lại nhanh như vậy? Triệu Hiên Viên hạ giọng mắng. Y lấy ra một thanh kiếm màu đỏ bằng kim loại được đúc bằng máu rồng, chuẩn bị chiến đấu. Bên kia, Hàn Ngọc, Tần Linh, Thanh Thiên Huyền Cơ, Kỳ Tiên Thần và Triệu Song Toàn tựa như một luồng thanh hồng bay nhanh trong hư không. Triệu Song Toàn nhìn chằm chằm phía trước, nói, đã bắt đầu chiến đấu, chí ít có 10 vị đại đạo chí thượng. Số lượng thánh nhân đại đạo tham gia đang không ngừng gia tăng, đã vượt qua 30 vị. Hàn Ngọc cảm khái nói, quy tắc chí cao thật đúng là làm cho người ta điên cuồng. Kỳ Tiên Thần cười nói, tình cảnh này khiến ta nhớ tới lúc trước khi còn là phàm nhân, ta với thánh nhân Phương Lương đã từng lang bạt khắp nơi. Cho dù có nhiều địch nhân hơn nữa thì chúng ta vẫn dám xông lên. Những gì diễn ra năm đó lại lướt qua trước mắt y. Vậy tại sao quan hệ giữa ngài với thánh nhân Phương Lương lại? Tần Linh kinh ngạc hỏi. Còn chưa nói xong, y đã bị Hàn Ngọc trừng mắt một cái. Kỳ Tiên Thần cười nói, trên con đường tầm đạo chắc chắn sẽ có lúc sinh ra quan điểm bất đồng với nhau. Một khi sinh ra rạn nứt sẽ không cách nào khép lại cho dù song phương có ý muốn hòa giải. Cho nên khi hậu bối ngươi hành động, nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ, nhất là khi dính đến người thân cận với mình. Tần Linh, Thanh Thiên Huyền Cơ và Triệu Song Toàn không khỏi suy tư. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Quy tắc chí cao lần này dẫn đến phong ba cực lớn. Đến lúc đó cố gắng hết sức là tốt rồi. Nếu như không chiếm được cũng không được liều chết đi tranh giành, hiểu chưa? Kỳ Tiên Thần khoát tay cười nói, y chú ý đến trên người Thanh Thiên Huyền Cơ với Triệu Song Toàn. Triệu Song Toàn ngạo nghễ nói, ta chính là vạn cổ tuyệt đỉnh, tất nhiên ta là vô địch. Thanh Thiên Huyền Cơ nói khẽ, ngươi thật là dám thối. Nếu không phải thịnh hội hỗn độn lần này ta không tham gia, ngươi có thể dễ dàng đoạt được vạn cổ tuyệt đỉnh như vậy sao?
Triệu Song Toàn cười ha ha một cái. Không chỉ là bọn họ, còn có những thế lực hỗn độn khác lần lượt chạy đến. Bây giờ Thích Thiên đã thành thịnh yến thao thiết của hỗn độn, thế lực khắp nơi đều đang tranh giành tiến đến chia cắt. 500 vạn năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, chuyện thứ nhất chính là xem xét thông báo. Lần này, trong lúc đang bế quan, hắn đã nhiều lần cảm nhận được có đại chiến bộc phát. Không chỉ ở Thích Thiên mà cả hỗn độn cũng vậy, thậm chí còn liên quan đến Chí Phạt Thần Tôn. Tuy nhiên Chí Phạt Thần Tôn cùng với các đệ tử đều không sử dụng thỉnh thần thuật triệu hoán hắn, hắn cũng không thèm để ý. Đồ đệ đạo chí tôn bị hảo hữu Triệu Song Toàn tập kích, đồ đệ đạo chí tôn bị hảo hữu Thanh Thiên Huyền Cơ tập kích, đồ đệ Khương Dịch bị tử tôn Hàn Ngọc của ngươi tập kích, đồ đệ đạo chí tôn bị con Hàn Thác của ngươi tập kích, bị trọng thương nhi tử Hàn Thác của ngươi bị tử tôn Hàn Nghiệp của ngươi tập kích, nhi tử Hàn Thác của ngươi bị tử tôn Hàn Diêu của ngươi tập kích, bị trọng thương tử tôn Hàn Diêu của ngươi bị kẻ thù Cửu Duệ Thần Linh tập kích, bị trọng thương kẻ thù Cửu Duệ Thần Linh bị hảo hữu Hoàng Tôn Thiên tập kích, bị trọng thương. Khá lắm, đám người này đều điên rồi sao? Hàn Tuyệt không khỏi suy tính về trận hỗn chiến kia, thì ra là vì tranh đoạt một cái quy tắc chí cao của Thích Thiên. Quy tắc chí cao này bị thao túng bởi lực lượng mà ngay cả Hàn Tuyệt cũng không tính ra được. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn, thật sự là bỉ ổi. Trải qua hơn vạn năm đại hỗn chiến, không có ai ở hỗn độn một phương đoạt được quy tắc chí cao, ngược lại đều gặp phải tổn thương. Mà quy tắc chí cao kia do Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn cố ý điều khiển đã tan vỡ thành 3.000 mảnh vỡ, tung bay khắp các nơi hẻo lánh ở Thích Thiên. 200 vạn dặm sau, chúng nó đã trở thành thần tinh có thể thỏa mãn bất kỳ tâm nguyện gì của chúng sinh, do đó lại dấy lên gợn sóng cực lớn. Hàn Tuyệt phát hiện sau khi hỗn độn dung hợp với Thích Thiên, tổng thể lĩnh vực không ngờ đang khuếch đại. Bên trong hỗn độn cũng sinh ra tạo hóa mới với những địa phương kỳ lạ, mà linh khí ở hỗn độn nhờ đó cũng được tăng lên đều đặn. Chờ vô cấu đại đạo giới tiến đến, hỗn độn sẽ lại tăng lên một đẳng cấp nữa. Như vậy xem ra, bốn vị sáng tạo đạo giả cũng đã thỏa hiệp với đệ cửu hỗn độn. Nếu không theo lý thì bọn họ sẽ chống lại chứ không phải là ngồi nhìn đại đạo giới của chính mình bị cắn nuốt. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn mặc dù đang có âm mưu quỷ kế gì đó với hỗn độn, nhưng thủ đoạn đó quá nhỏ, không đáng được nhắc tới, căn bản không ngăn cản được đại thế tình hình chung của hỗn độn, chỉ có thể vì chính mình tranh một hơi mà thôi. Thủy Tổ, ta đã lĩnh ngộ ra lực lượng nguyền rủa. Ngài có muốn nhìn ta nguyền rủa thử một chút hay không? Ngài nói xem muốn ta nguyền rủa ai? Thanh âm của Thiện Ác từ bên cạnh bay tới, giọng điệu tràn đầy hưng phấn, cũng hiện ra vẻ chờ mong. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1043, cùng dạo chơi ở Thích Thiên. A, ngươi nguyền rủa có bị người khác tính ra được không? Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi. Giọng điệu bình tĩnh của hắn như chậu nước lạnh dội tắt sự phấn khích của Thiện Ác. Thiện Ác do dự một lát, nói, nếu như nguyền rủa kẻ yếu hơn ta thì có lẽ sẽ không bị tính ra được. Nếu như đối phương có tu vi cao hơn ta thì ta cũng không dám cam đoan. Hàn Tuyệt ý tứ sâu xa nói, khi Hắc Ám cấm chủ nguyền rủa thì không ai tính ra hắn, mục tiêu của ngươi chính là hắn. Có phải là do hắn có tu vi tuyệt đỉnh cho nên người khác mới không tính ra hắn không? Vậy ngươi cũng phải có tu vi tuyệt đỉnh. Trước lúc đó, ngươi không thể nguyền rủa để tránh rước họa vào thân. Thế nhưng, sắc mặt của Thiện Ác lập tức trở nên trắng bệch, muốn y đạt tới tiêu chuẩn tu vi tuyệt đỉnh như lời Hàn Tuyệt vừa nói, thì y còn phải tu luyện bao lâu nữa đây? Hàn Tuyệt cười nói, ta sẽ suy tính thực lực của ngươi một chút, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thiện Ác kinh ngạc hỏi, suy tính như thế nào? Hàn Tuyệt giới thiệu về mô phỏng thí luyện, tiếp đó khai thông quyền hạn cho y. Không có ngoài ý muốn, Thiện Ác rất nhanh đã trầm mê ở trong mô phỏng thí luyện. Thiện Ác cách thánh nhân đại đạo còn một đoạn nhỏ nữa. Thiên phú tu hành của y rõ ràng không cao bằng những tạo hóa tinh khác, có lẽ là bởi vì ai cũng có sở trường riêng. Chớ chú nguyên tinh của Thiện Ác vốn dĩ cũng không phải là dùng để đối kháng chính diện với đối thủ. Ở bên trong mô phỏng thí luyện, Thiện Ác mặc dù không thể quét ngang tự tại cảnh, nhưng y cảm thấy chính mình đã vô địch cùng cảnh giới, có thể đánh thắng bất kỳ kẻ nào. Thật tình y không biết, Hàn Linh có thể lấy một địch một vạn đối thủ cùng cảnh giới. Hàn Tuyệt cũng không yêu cầu Thiện Ác quá cao, cho nên không đưa Hàn Linh ra để hù dọa y. Nhìn Thiện Ác trầm mê trong mô phỏng thí luyện, Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi.
Sau một thời gian ngắn tự mình chung sống với các đạo lữ, Hàn Tuyệt đi đến bên trong Bách Nhạc Tiên Xuyên bái phỏng Hy Tuyền tiên tử. Thật đúng lúc, Thường Nguyệt Nhi cũng đang ở đây. Hàn sư đệ. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Thường Nguyệt Nhi lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng lập tức xông lại, ôm lấy Hàn Tuyệt. Ngươi quả nhiên rất quan tâm đến sư phụ à. Trước kia cũng không thấy ngươi tới bái phỏng ta. Thường Nguyệt Nhi cười đùa nói. Nàng không hề tỏ ra ghen tị, bởi vì nàng biết mình không có tư cách đó. Nếu không có Hàn Tuyệt, nàng sớm đã biến thành đất vàng, sao có thể thành tựu tu vi tự tại như hôm nay. Hy Tuyền tiên tử quát lên, Nguyệt Nhi, không được nói bậy. Năm tháng trôi qua, mấy ngàn vạn năm qua đi, hai nàng đã coi nhau như thân nhân. Dù sao đối với ở các nàng mà nói, cố nhân đều đã là quá khứ. Hàn Tuyệt cười nói, không có việc gì, sư tỷ vẫn giống như trước kia, như vậy mới tốt. Nếu như nàng lạnh nhạt với ta ngược lại sẽ cảm thấy không quen. Thường Nguyệt Nhi vừa nghe thấy vậy, cười càng thêm đắc ý. Nàng ôm cánh tay của Hàn Tuyệt, nhất định không chịu buông hắn ra. Hàn Tuyệt không thể không uyển chuyển nhắc nhở nàng, sau đó tự nhiên rút cánh tay ra. Ba người ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm. Hàn Tuyệt hỏi thăm cuộc sống của các nàng trong khoảng thời gian này như thế nào. Thường Nguyệt Nhi lại bắt đầu líu díu nói không ngừng. Hàn Tuyệt cười với Hy Tuyền tiên tử, hai người cùng nhau nghe nàng kể chuyện, cả hai đều cảm thấy rất thú vị. Thời gian tu hành mặc dù buồn tẻ nhạt nhẽo, nhưng thỉnh thoảng có chút không khí như vậy cũng làm cho người ta cảm thấy rất thỏa mãn. Hàn Tuyệt mặc dù có mục tiêu là trở thành vô địch, nhưng hắn cũng rất hưởng thụ bầu không khí lúc này. Chờ đến khi trở thành vô địch, có lẽ thời gian của hắn cũng sẽ bình thản như hiện tại. Tuy nhiên hắn truy cầu vô địch cũng không phải vì muốn nhân sinh thật đặc sắc mà là vì sự an toàn cho tính mạng của bản thân mà thôi. Thường Nguyệt Nhi nói trọn vẹn một canh giờ, vậy mà vẫn còn chưa hết chuyện. Hàn Tuyệt cười nói, sư tỷ đối rất tò mò về Thích Thiên sao? Đúng vậy à. Tuy nhiên nghe nói ở Thích Thiên mọi người tranh đấu vô cùng thảm liệt, ta không đi tham gia náo nhiệt đâu. Ta sợ không cẩn thận một cái mạng nhỏ đã không còn. Ngươi có thể lưu lại phân hồn, cho dù chết cũng có thể phục sinh lại được, ngươi dù sao cũng đã là tự tại rồi. Nếu gặp phải đại đạo chí thượng trong truyền thuyết thì sao? Gã sẽ lấy nhân quả chi đạo, mượn diệt phân hồn để giết bản thể của ta, như vậy thì ta nguy rồi. Không có việc gì, nếu gặp phải nguy hiểm, ngươi cứ kêu gọi ta sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Thật sao? Thường Nguyệt Nhi vui mừng hỏi. Hàn Tuyệt gật đầu cười. Hy Tuyền tiên tử nhíu mày nói, Nguyệt Nhi, không nên như vậy. Hàn Tuyệt hàng ngày bận rộn tu luyện như vậy, sao có thời gian để ý đến trên người ngươi được? Thường Nguyệt Nhi bĩu môi, cũng hiểu được lời Hy Tuyền tiên tử rất có đạo lý. Hàn Tuyệt cười nói, với tu vi hiện tại của ta, khỏi phải nói nhất tâm nhị dụng, vạn dụng cũng dễ như trở bàn tay. Thường Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút, nói, thôi được rồi. Hàn Tuyệt cười nói, hay là như thế này đi, ta sẽ đi cùng sư tỷ một lần, đi chơi 1000 năm rồi trở lại tu luyện, ngươi thấy sao? Hai mắt của Thường Nguyệt Nhi sáng lên, hỏi, thật sao? Thật, quá tốt rồi. Sư phụ, ngươi đi cùng chúng ta chứ? Đây chính là cơ hội tốt để bồi dưỡng cảm giác, kiến thức. Thường Nguyệt Nhi cười đùa nói, Hàn Tuyệt xem thấu chút mưu kế của nàng, còn giả vờ cố ý xém chút nữa nói lỡ miệng. Tuy nhiên, Hàn Tuyệt không vạch trần nàng. Một chút tiểu tâm tư của Thường Nguyệt Nhi chủ yếu cũng là vì nịnh nọt hắn. Thường Nguyệt Nhi có lẽ là thật sự ưa thích hắn. Hơn 8000 vạn năm qua đi, nàng chưa từng qua lại với nam tử khác. Hàn Tuyệt có thể suy tính được chuyện này. Chuyến đi lần này cũng là cho bọn họ một cơ hội. Lúc trước Hình Hồng Tuyền cũng đã từng nhắc nhở hắn, nói rằng Hy Tuyền tiên tử và Thường Nguyệt Nhi vẫn luôn chờ hắn, tại sao không cho các nàng một cơ hội. Đừng nói là người có tu vi siêu nhiên như Hàn Tuyệt, đến cả nữ nhân Đại La Kim Tiên cũng có nhiều vô số kể. Đương nhiên, cũng có nam nhân chỉ chung tình với một nữ nhân, tuy nhiên Hàn Tuyệt đã có những nữ nhân khác, rõ ràng hắn không phải loại nam nhân chỉ dành tình cảm cho một nữ nhân. Đối mặt với lời đề nghị của Thường Nguyệt Nhi, Hy Tuyền tiên tử cảm thấy hơi do dự. Hàn Tuyệt nhìn Hy Tuyền tiên tử, cười nói, đi cùng nhau đi, ta muốn ở cùng ngươi. Đã 8500 vạn năm rồi, chúng ta quen biết lâu như vậy, còn chưa bao giờ đi chơi cùng nhau. Hy Tuyền tiên tử mỉm cười, nói, được rồi. Cứ như vậy, hai nàng chỉnh đốn trong chốc lát, sau đó lập tức đi theo Hàn Tuyệt đi đến Thích Thiên. Thân là sáng tạo đạo giả,
Hàn Tuyệt đi đến bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không bị bài xích, đây chính là cảnh giới siêu việt đại đạo giới. Tuy nhiên một khi tiến vào Thích Thiên, hắn nhất định sẽ bị Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn phát hiện ra. Chắc chắn nếu như Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn nhìn thấy hai nàng tồn tại sẽ đoán được tại sao hắn đi đến đó. Với cảnh giới của bọn hắn, thật không cần thiết hủy diệt đại đạo giới lẫn nhau mà kết xuống tử thù. Đại đạo giới diệt vong, sáng tạo đạo giả cũng sẽ không chết. Chỉ cần thời gian đại đạo giới hủy diệt không phải là quá muộn thì sáng tạo đạo giả có thể lập tức hồi phục. Cũng giống như là đệ cửu hỗn độn lập tức phục sinh chúng sinh hỗn độn như vậy. Chính là bá đạo như vậy. Dưới sự dẫn dắt của Hàn Tuyệt, bọn họ rất nhanh đã tiến vào Thích Thiên. Thường Nguyệt Nhi nhìn xung quanh, nói, thoạt nhìn không khác với hỗn độn là bao. Nghe nói đám tử tôn của Hàn Sư Đệ đang tranh đoạt đại cơ duyên ở Thích Thiên. Chuyến này cũng không biết có thể gặp phải bọn họ hay không. Hàn Tuyệt cười nói, bọn họ quả thật vẫn còn ở đây, nhưng không cần thiết phải gặp bọn họ. Bọn họ bận rộn tranh đoạt cơ duyên, cũng không được nhàn hạ thoải mái như chúng ta đâu. Hy Tuyền Tiên Tử hỏi, gần đây tạo hóa đế đình vang danh hỗn độn, có phải là do một vị tử tôn của ngươi thành lập nên không? Ừ, Linh Nhi thành lập. À, nha đầu kia lợi hại như vậy cơ à. Lời này là Thường Nguyệt Nhi nói. Nàng vẫn cảm thấy Hàn Linh là người ôn nhu yếu ớt làm cho người khác trìu mến, chứ không giống như Hàn Thanh Nhi lúc nào cũng rất hoạt bát. Hàn Tuyệt cười nói, nữ nhi này của ta có lẽ còn có thể phân cao thấp với Hoang Nhi đấy. Thường Nguyệt Nhi càng giật mình. Hy Tuyền Tiên Tử cười nói, ta lúc trước đã nhận ra rồi, nàng rất giống. Ngươi trước kia, nhớ tới trước kia, nàng luôn cố gắng tạo ra cơ duyên cho Hàn Tuyệt. Thế nhưng cứ hễ muốn đi ra ngoài hoặc là có chút mạo hiểm, Hàn Tuyệt chết sống không chấp nhận. Hắn tỏ ra khiêm tốn với bất kỳ người nào, thậm chí còn cố tỏ ra nhu nhược trước mặt những người khác. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1044, Thần Linh xuất hiện. Mặc dù Thích Thiên đang trong tình trạng chiến loạn, nhưng đấy chẳng qua là đối với hoàn cảnh chung mà thôi. Bên trong Thích Thiên vẫn có không ít nơi hòa bình, không dính bất kỳ mối nguy hại gì. Ba người Hàn Tuyệt đi tới một đại thế giới ở một góc hẻo lánh ở biên giới của Thích Thiên. Cũng giống như địa cầu ở bên trong hệ Ngân Hà, nó lẳng lặng nằm ở một nơi hẻo lánh trong hư không, cô độc mà đẹp đẽ. Sinh linh ở đại thế giới này rất nhỏ yếu, sinh linh mạnh nhất cũng mới có tu vi tiên đế, thảo nào không bị ảnh hưởng đến. Đương nhiên, nếu gặp phải người tu hành tàn sát thiên địa của thiện ác ngày xưa, e rằng nơi này cũng khó thoát khỏi kết cục bị diệt vong. Ba người tiến vào đại thế giới, cũng giống như thiên đạo, xung quanh đại thế giới này tụ tập vô số phàm giới. Làm chủ giới này chính là nhân tộc, chuẩn xác mà nói là chủng tộc tiên thiên đạo thể, ở đại thế giới khác nhau sẽ có cách gọi không giống nhau. Với tu vi của ba người Hàn Tuyệt thì bọn họ có thể lập tức nghe hiểu ngôn ngữ ở đại thế giới này, không có bất kỳ chướng ngại gì trong việc giao lưu. Bọn họ trước tiên đến một phàm giới, bắt đầu du lịch ở nơi đó. Hàn Tuyệt vừa cười cười nói cùng với các nàng, vừa nhìn tới chỗ sâu trong Thích Thiên, lại có một trận đại chiến bộc phát. Hàn thấy được một vài thân ảnh quen thuộc như Hàn Thác, Di Thiên, Hàn Hoang, Hàn Nghiệp, Hàn Diêu, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Hàn Bá Thần, Triệu Song Toàn, Hoàng Tôn Thiên, Kỷ Tiên Thần. Tất cả đều đang tranh đoạt một cái quy tắc chí cao, thật sự là náo nhiệt. Đánh qua đánh lại, tất cả mọi người bắt đầu vây công Hàn Hoang, chỉ vì Hàn Hoang quá cường thế. Ngay cả Hàn Thác cũng không thể không thừa nhận nhị đệ đã vượt qua y một khoảng cách rất xa. Ba người tới một thành trấn, cảm thụ bầu không khí văn minh ở nơi đây. Đã đến tu vi như ba người bọn họ rồi thì không thể nào gặp phải phiền phức gì được. Mà cho dù có kẻ nào không có mắt đến tìm bọn hắn gây phiền phức thì chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thì cũng có thể giải quyết. Cho đến khi ba người đã đi qua hơn ngàn đại thế giới, đại hỗn chiến ở chỗ sâu trong Thích Thiên vẫn còn đang tiếp diễn. Trong lúc rảnh rỗi, ba người Hàn Tuyệt tạm nghỉ lại trên một vách núi. Hàn Tuyệt phất tay, lập tức sáng tạo ra một cái màn sáng, bên trong hiện ra cảnh tượng của cuộc đại hỗn chiến. Hai nàng không khỏi tò mò, quan sát cuộc chiến. Thường Nguyệt Nhi nhìn thấy Hàn Diêu lộ ra thần thông không khỏi cảm khái nói, thời gian trôi qua thật nhanh. Vậy mà tử tôn của Hàn Sư Đệ cũng đã mạnh như vậy rồi. Hy Tuyền Tiên Tử cười nói, đúng vậy, tuy rằng bối phận của chúng ta có chênh lệch rất lớn với bọn họ,
Nhưng nếu nói về kinh nghiệm thì chúng ta vẫn còn kém xa bọn họ. Nàng nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt điềm đạm như nước. Điều may mắn nhất trong cuộc đời này của nàng chính là lúc trước thu nhận Hàn Tuyệt. Thường Nguyệt Nhi hiếu kỳ hỏi, Hàn sư đệ, ngươi cảm thấy ai có thể trở thành người cười cuối cùng? Hoang Nhi hay là Thác Nhi, hay là của những tử tôn khác của ngươi? Hàn Diêu, Hàn Nghiệp và Hàn Bá Thần liên thủ với nhau nhìn khí thế cũng rất mạnh nha. Không có gì bất ngờ xảy ra thì người chiến thắng sẽ là Hoang Nhi. Nhưng muốn lấy được quy tắc kia chỉ là điều si tâm vọng tưởng. Tại sao? Y thắng vẫn không thể nhận được ư? Ừ, phía sau chuyện này là một âm mưu dính đến tồn tại tạo ra Thích Thiên. Tồn tại kia có tu vi siêu nhiên, không thể nói tên, không thể nghị luận, cho nên ta sẽ không giới thiệu cho các người. Hàn Tuyệt trả lời. Thường Nguyệt Nhi với Hy Tuyền tiên tử nghe thấy vậy không khỏi liếc nhìn nhau. Thích Thiên chính là tồn tại có thể so với hỗn độn, tồn tại như vậy không ngờ lại là do một vị đại năng sáng tạo ra sao. Các nàng không cách nào tưởng tượng được, chẳng lẽ thật sự có sáng thế thần tạo ra tất cả quy tắc ư? Thường Nguyệt Nhi hiếu kỳ hỏi, Hàn sư đệ, hiện tại ngươi là cảnh giới gì? Có thể vượt qua tồn tại siêu nhiên sáng tạo ra Thích Thiên không? Hàn Tuyệt nói, miễn cưỡng có thể vượt qua. Nhưng suy cho cùng thì người ta đã tu luyện sớm hơn ta vô số năm, nếu như thật sự tử đấu, ta đương nhiên không phải là đối thủ. Thường Nguyệt Nhi không khỏi nhíu mày, nàng cho rằng Hàn Tuyệt đã là mạnh nhất, không ngờ còn có tồn tại càng mạnh hơn. Thần uy thiên thánh thật sự khiêm tốn quá rồi. Năng lực của ngươi đã siêu việt ta rồi. Một giọng nói truyền vào trong tai Hàn Tuyệt, chính là Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn. Hàn Tuyệt trả lời ở trong lòng, đạo hữu yên tâm, ta chỉ tới đây du ngoạn, tuyệt đối sẽ không nguy hại đến Thích Thiên. Thanh âm của Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn lập tức vang lên, hy vọng như thế. Ta cũng lo lắng hậu bối lỗ mãng, không nói lễ nghi. Hàn Tuyệt trả lời ở trong lòng, ngươi quá lo lắng rồi. Ta cũng sợ ngươi hủy đại đạo giới của ta. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn hừ một tiếng liền không nói thêm lời nào nữa. Từ đầu đến cuối, Thường Nguyệt Nhi với Hy Tuyền tiên tử đều không nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, vẫn đang khẩn trương quan sát cuộc chiến. Cho dù tu vi chưa đủ, các nàng không thấy rõ chi tiết cuộc chiến, nhưng từ tràng diện đến xem cũng có thể miễn cưỡng phân biệt rõ ai đang chiếm cứ thượng phong. Hàn Hoang lấy sức một mình độc chiến trên trăm vị thánh nhân đại đạo, bá đạo tuyệt luân, rõ ràng thực lực của y không cùng đẳng cấp với các đối thủ khác. Sau khi quan sát cuộc chiến mấy canh giờ, ba người lại tiếp tục lên đường ngắm cảnh. Thích Thiên có không ít kỳ quan dị địa, mấy ngày sau ở trên hư không, bọn họ đã được chứng kiến. Trong hư không u ám có một hồ nước tản ra hào quang bảy màu. Không sai, chính là hồ nước, dài rộng mấy trăm ức dặm, bên hồ có thổ địa, núi rừng, có sẵn một vòng tròn vây quanh hồ nước. Hàn Tuyệt có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm. Không chỉ như thế, còn có thời gian đại đạo và không gian đại đạo giấu kín trong đó. Nói cách khác, cái hồ nước này có thể kết nối quá khứ và tương lai, xuyên thẳng qua cổ kim. Đẹp quá a! Thường Nguyệt Nhi vui mừng kêu lên. Chuyến này may mắn có nàng mới làm cho bầu không khí không quá mức yên tĩnh. Hàn Tuyệt có cảm giác như mình cùng với Hy Tuyền tiên tử đang đưa nữ nhi đi chơi. Hy Tuyền tiên tử nhíu mày nói, bên trong có không ít khí tức, cường đại, chúng ta vẫn nên đi vòng qua thì hơn. Thường Nguyệt Nhi khoát tay nói, sư phụ, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Có Hàn sư đệ ở đây, sợ cái gì? Chẳng lẽ chủ nhân của Thích Thiên kia còn có thể nằm ở bên trong đó hay sao? Hy Tuyền tiên tử vẫn rất do dự, nàng đưa ánh mắt nhìn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói, bên trong quả thật ẩn giấu một thánh nhân đại đạo với đồng bạn của gã, không tính quá mạnh mẽ, chúng ta có thể vào xem. Nghe vậy, Hy Tuyền tiên tử thở dài một hơi. Hàn Tuyệt có thể nói như thế, vậy thì tất nhiên là không có để tồn tại ở trong đó vào mắt. Đối với tự tại cảnh mà nói, thánh nhân đại đạo và đại đạo trí thượng không hề khác nhau, cho nên nàng mới do dự như vậy, không biết rõ tồn tại bên trong phải chăng uy hiếp được Hàn Tuyệt. Ba người nhanh chóng vào trong hồ Thất Thải Sơn, tất cả những tồn tại tiềm phục tại trong hồ nước, trong núi rừng đều không phát hiện ra bọn họ. Thường Nguyệt Nhi và Hy Tuyền tiên tử đoán là do Hàn Tuyệt ra tay. Thật sự là đáng sợ, thần không biết quỷ không hay làm tê liệt đối phương. Hai nàng hiếu kỳ đi thăm thú khắp nơi, trong khi đó suy nghĩ của Hàn Tuyệt lại tung bay. Hàn Hoang lại bắt đầu mượn dùng trung nguyên chi lực của hắn. Hắn không thể không cẩn thận khống chế, sợ Hàn Hoang bị no đến mức phát nổ.
Mặc dù chỉ là một chút trung nguyên chi lực cũng đủ cho Hàn Hoang ứng phó được tình thế nguy hiểm trước mắt. Nói đi cũng phải nói lại, kia là thứ gì? Trong số các đối thủ của Hàn Hoang xuất hiện một tồn tại thần bí mà cổ quái. Hàn Tuyệt cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Chờ chút, đây không phải là quỷ dị thần linh sao? Trước đây thật lâu, quỷ dị thần linh được Hàn Tuyệt thả ra, mới đầu tên này còn chịu trở về, nhưng càng về sau nó trực tiếp biến mất. Hàn Tuyệt tính ra được nó không gặp phải nguy hiểm gì nên không để ý đến nó nữa. Quỷ dị thần linh rất giống với tà túy chẳng lành, chúng sinh không cách nào nhìn thấy nó, nhưng nó lại có thể tiến hành công kích sinh linh. Bây giờ quỷ dị thần linh đã ngưng tụ ra thực thể. Chỉ là mấy lần bế quan gần đây Hàn Tuyệt quên không chú ý đến nó, không ngờ nó đã phát triển đến mức này. Đại đạo chí thượng, thân thể của nó rất không bình thường. Công kích của Hàn Hoang rơi trên người nó mặc dù có thể tru diệt nó, nhưng nó rất nhanh lại có thể khôi phục. Bất tử bất diệt, tốc độ khôi phục cực nhanh. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1045, Đỉnh Đại Đạo Giới. Trong hư không hỗn loạn, pháp lực biến thành sương mù dày đặc tràn ngập khắp nơi. Đưa mắt nhìn lại, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy các vết nứt không gian, hiển lộ ra những dị không gian có chiều sâu khác biệt. Thậm chí có một vài khe hở còn để lộ ra lĩnh vực không bạch trắng xám. Hàn Hoang cầm trong tay hai đạo trung nguyên thần yên, áo bào toàn thân đầy máu, người mặc giáp bạc tinh xảo, lưng đeo đai lưng màu đỏ giống như gân. Tóc dài của y bay múa cuồng loạn, ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm một bóng người đang từ phương xa đánh tới. Thân ảnh kia cả người đen nhánh, trên thân có bạch khí quỷ dị quấn quanh. Sau lưng có vô số huyễn tượng oán linh tựa như tương liên với phần lưng của nó, lại như ác quỷ từ trong cơ thể nó vùng vẫy thoát ra. Đám thánh nhân đại đạo ở bốn phương tám hướng cũng lần lượt dừng tay. Đó là vật gì? Triệu Hiên Viên nhíu mày hỏi, nhưng không có người trả lời y. Ngay cả lão đam có kiến thức rộng rãi cũng nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng đen bạch khí. Bóng đen bạch khí đó chính là quỷ dị thần linh. Quỷ dị thần linh lấy tà túy chẳng lành làm thức ăn, nó không phải là sinh linh, nhưng đã có năng lực khủng bố siêu việt tất cả tư chất. Hàn Nghiệp thấp giọng nói, cẩn thận một chút, cảm giác được thứ này rất khác thường, không, hề có chút sinh khí nào. Nó tuyệt không phải là sinh linh. Hàn Bá Thần vò đầu nói, chẳng lẽ là sản vật của quy tắc trí cao, không biết rõ. Tuy nhiên Hàn Hoang tổ tiên đang ở đây, đúng lúc để cho bọn họ lưỡng bại câu thương, như vậy chúng ta mới có cơ hội. Hàn Diêu nói khẽ, ánh mắt của y nhìn vào bóng dáng không ai bì nổi của Hàn Hoang, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Không chỉ có Hàn Diêu, một phương ẩn môn cũng gặp phải kích thích rất lớn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ liên thủ nhưng vẫn thất bại dưới tay Hàn Hoang. Trên 100 vị thánh nhân đại đạo, hơn 10 vị đại đạo trí thượng liên thủ, vậy mà mỗi lần đều bị Hàn Hoang trấn áp. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Thiên tư càng chắc tuyệt lại càng bị đả kích nặng nề. Ví dụ như Triệu Song Toàn và Thanh Thiên Huyền Cơ, ánh mắt bọn họ nhìn Hàn Hoang tràn đầy lửa giận, đôi mắt cả hai đều đã đỏ lên. Hàn Hoang bẽ nghễ nhìn quỷ dị thần linh, hỏi, ngươi là ai? Quỷ dị thần linh phát ra tiếng cười uy nghiêm, ta à, ta với ngươi rất quen thuộc, chỉ là ngươi chưa từng nhìn thấy ta mà thôi. Rất quen thuộc. Hàn Hoang nhíu mày, không rõ lời này có ý tứ gì. Y đã sống 80 triệu năm, đã từng gặp phải rất nhiều sinh linh, sao y có thể nhớ rõ ràng được? Chẳng lẽ đây là một kẻ yếu mà y đã từng gặp lúc trước, chỉ là bây giờ tưởng như hai người? Nhưng khí tức này quá mức khác thường, không ngờ khiến cho y cảm nhận được cảm giác kinh hãi đã lâu không xuất hiện. Quỷ dị thần linh cười ha ha nói, quy tắc trí cao này ta cũng muốn, nhường cho ta được không? Hàn Hoang hừ lạnh nói, vậy thì phải nhìn bản lĩnh của ngươi rồi. Vừa dứt lời, quỷ dị thần linh bỗng nhiên ra hiện lên ở trước mặt y, bạch khí quanh thân hóa thành lưới lớn che khuất bầu trời, lập tức bao phủ Hàn Hoang. Tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức những thánh nhân đại đạo khác đều chưa kịp phản ứng. Nhưng mà, cũng không có người nào lo lắng cho Hàn Hoang. Bạch khí quỷ dị kia bị lực lượng cường đại cắn nát, tay phải của Hàn Hoang cầm trung nguyên thần yên xuyên thủng quỷ dị thần linh. Quỷ dị thần linh bỗng nhiên mở ra một đôi mắt huyết hồng, không gian hai bên người Hàn Hoang lập tức đè ép lại, kéo y vào dị không gian tầng sâu. Hàn Hoang dẫu sao cũng là người thân kinh bách chiến,
căn bản không hề hoảng loạn. Y thao túng Trung Nguyên Thần Yên xé nát tầng tầng dị không gian, nhanh chóng tìm được quỷ dị thần linh đang ẩn núp trong bóng tối, lập tức trù diệt nó. Ngay sau đó, quỷ dị thần linh lại xuất hiện ở phía sau y, vô số oán quỷ gào thét thẳng hướng Hàn Hoang. Bên trong tối tăm, Hàn Hoang cảm nhận được lực lượng nhân quả cường đại hạn chế thân thể của mình, khiến cho y rất khó nhúc nhích. Y lập tức điều động lực lượng cường đại thần bí mà không biết của chính mình, chấn nát lực lượng nhân quả, huyễn tượng vạn trượng lần nữa đánh tới, làm cho y bị trầm luân ở bên trong luân hồi. Thừa dịp Hàn Hoang tiến vào trong huyễn tượng, quỷ dị thần linh lập tức tiến công, nhưng mà Hàn Hoang theo bản năng vung vẩy Trung Nguyên Thần Yên, lần nữa tru sát nó. Quỷ dị thần linh lại ngưng tụ thân thể, nó trầm giọng tự nói, tiểu tử này quá biến thái đi. Không hổ là nhi tử của lão nhân gia ngài. Lời của nó truyền vào trong tai của Hàn Tuyệt đang ở trong hồ Thất Thải Sơn ở nơi xa. Biểu hiện của Hàn Hoang quả thật không tệ. Mặc dù bị kéo vào huyễn tượng vô tận nhưng y vẫn có thể dựa vào bản năng giết địch. Rất nhanh, Hàn Hoang đã thoát được khỏi thần thông của quỷ dị thần linh, lại tiếp tục dây dưa với quỷ dị thần linh. Hai người tạm thời khó phân cao thấp, ai cũng không làm gì được đối phương. Bên kia, những thánh nhân đại đạo và đại đạo trí thượng khác lại tiếp tục để mắt tới quy tắc trí cao, lần nữa nổi lên tranh đoạt. Không có Hàn Hoang, tỷ lệ thành công của bọn họ sẽ càng lớn. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt. Quỷ dị thần linh tuy mạnh, nhưng còn không phải là đối thủ của Hàn Hoang. Y có Trung Nguyên chi lực, phía dưới sáng tạo đạo giả không thể có người nào có thể địch lại Hàn Hoang. Năng lực của quỷ dị thần linh có lẽ cần phải tiêu hao cái gì đó, chỉ là người khác không nhìn thấy. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, bắt đầu làm bạn với Thường Nguyệt Nhi và Hy Tuyền tiên tử đi du lịch. Bên trong hồ Thất Thải Sơn ẩn chứa không ít thiên tài địa bảo, nhất là dưới đáy hồ. Nơi đó càng là một mảnh thiên tài địa bảo hình thành mô hình rừng rậm, có không ít sinh linh cư trú ở nơi đây, tựa như người trong nước, phần lớn đều đã hóa hình. Chức trách của bọn nó chính là bảo vệ thiên tài địa bảo, mà tồn tại cường đại bên ngoài hồ lại bảo vệ bọn họ. Cuối cùng thiên tài địa bảo cũng phải rơi vào trong miệng tồn tại cường đại, trợ giúp bọn họ tu luyện. Hỗ trợ cùng có lợi, rất tốt. Sau khi ở lại mấy canh giờ, hai nàng tự mình ngắt lấy một đóa kim liên. Đóa hoa sen này ẩn chứa đại vận khí, có được bảo vật này có thể giúp gia tăng vận khí của các nàng. Vận khí huyễn hoặc khó hiểu, cũng giống như nhân quả cao thâm mạc chắc, đối với phàm nhân mà nói chính là may mắn. Cũng không biết vì sao các nàng muốn có được nó. Hàn Tuyệt chẳng muốn đi tính, cũng chẳng muốn đoán. Sau khi ba người rời đi, Hàn Tuyệt lại giải trừ huyễn cảnh đối với các sinh linh bên trong hồ Thất Thải Sơn mà hắn đã thi triển. Mấy ngàn năm sau đó, ba người đi du lịch khắp nơi, thấy được các đại kỳ quan thần kỳ nhất cùng với tạo hóa của Thích Thiên. Về cuộc chiến tranh đoạt quy tắc trí cao, vẫn còn đang tiếp diễn, ba người trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên. Chung sống với nhau trong khoảng thời gian này để cho cảm tình của bọn họ cũng được ấm lên. Hai nàng cũng hiểu rõ ý tứ của Hàn Tuyệt, tâm trạng rất vui sướng. Hàn Tuyệt rút ra thời gian một mình ở cùng với Thường Nguyệt Nhi, đây là Hy Tuyền tiên tử đề nghị. Hai người một chỗ hơn 10 năm, sau đó, Hàn Tuyệt tìm đến Hy Tuyền tiên tử, nhưng hai người cũng không phát sinh cái gì, chỉ là luận đạo. Chờ đến khi ta chứng được đại đạo cảnh, ta lại, Hy Tuyền tiên tử nói khẽ. Hàn Tuyệt cười nói, không có việc gì, tùy ngươi, tu vi của chúng ta sớm đã siêu việt phàm thai, làm bạn so với bất luận hành vi phàm tục gì đều tốt đẹp hơn. Hy Tuyền tiên tử nở nụ cười, nói, sẽ nhanh thôi. Chờ ngươi kết thúc lần bế quan tiếp theo, ta nhất định có thể chứng được đại đạo cảnh. Hàn Tuyệt gật đầu cười. Hai người lại nói chuyện trong chốc lát, Hàn Tuyệt rời đi. Trở lại đạo tràng thứ ba, Hàn Tuyệt lập tức tập trung tinh thần trong tu hành. Mà Thiện Ác vẫn còn trầm mê ở trong mô phỏng thí luyện. Chậc chậc, đối thủ của tiểu tử này là thánh nhân cảnh. Y một hơi thách thức toàn bộ thánh nhân hỗn nguyên bên trong mô phỏng thí luyện, biến đổi phương pháp ức hiếp người, căn bản không giấu được nụ cười trên mặt. Đoán chừng tiểu tử này không biết Hàn Tuyệt có thể nhìn rõ được chiến đấu bên trong mô phỏng thí luyện. Hàn Tuyệt cũng không cắt ngang Y, để mặc cho Y vui vẻ. Mấy vạn năm sau, hỗn chiến ở Thích Thiên kết thúc. Hàn Hoang đoạt được quy tắc trí cao, danh chấn Thích Thiên. Lần này Y đã đánh phục chúng sinh, những kẻ tự cho là thiên kiêu tuyệt đỉnh kia cũng nhận thua, không dám dây dưa với y nữa. Hàn Hoang cầm trong tay hai cái lực lượng quy tắc trí cao của Hỗn Độn và Thích Thiên, khí thế đạt đến đỉnh điểm. Toàn bộ Hỗn Độn và Thích Thiên đều có thể cảm nhận được,
y vô cùng kiêu căng hơn nữa, dường như sợ rằng chúng sinh không biết. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1046, Thân ảnh thần bí. Trong hư không u ám xâm la vạn tượng, vô số huyễn tượng như hoa quỳnh nở rộ, từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, lại giống như pháo hoa tản đi. Hàn Hoang đang ở trong đó. Hai cái cầu vồng có màu, sắc khác biệt đang quấn quanh thân y, tựa như hai cái hồn phách, mơ hồ có thể thấy được hình người. Y chậm rãi mở to mắt, chau mày. Tại sao không thể tương dung? Hàn Hoang thì thào tự nói, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Y dĩ nhiên không tin quy tắc trí cao không cách nào kiêm dung, chỉ là tạm thời y chưa tìm được phương pháp phù hợp. Tu vi của y đã không cách nào tăng trưởng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Y cũng mở ra thế giới của mình ở sâu trong linh hồn. Thế nhưng để phát triển được thành đại đạo giới cần thời gian quá lâu dài, lâu đến mức y cảm giác gần như là không thể nào, không đủ kiên nhẫn. Từ thế giới linh hồn phát triển đến quy mô như Thích Thiên hay Hỗn Độn như hiện tại, thời gian cần thiết cũng không phải là sông cạn đá mòn đơn giản như vậy. Hàn Hoang nghĩ tới trong huyết mạch của chính mình có ẩn chứa luồng lực lượng thần bí kia. Nếu dựa vào luồng lực lượng kia không biết có thể dung hợp hai đại quy tắc chí cao hay không. Y lập tức thử nghiệm. Rất nhanh, y đã dẫn ra được một tia trung nguyên chi lực. Sự tình làm cho y vui mừng đã xảy ra. Nhờ có trung nguyên chi lực đè xuống, hai quy tắc chí cao bắt đầu dung hợp lại với nhau, tuy rằng rất chậm nhưng quả thật có thể. Quả nhiên, không có quy tắc nào mà ta không hàng phục được. Hàn Hoang nhếch miệng lên, bắt đầu hưởng thụ quá trình dung hợp quy tắc chí cao. Đúng lúc này, trung nguyên chi lực bỗng nhiên gián đoạn khiến cho y ngẩn người. Y phát hiện cho dù mình điều động như thế nào cũng không cách nào kêu gọi được luồng lực lượng kia nữa. Y vô cùng khó chịu. Hàn Hoang cảm thấy hơi hoảng sợ. Chẳng lẽ luồng lực lượng thần bí kia của y đã bị quy tắc chí cao cắn trả rồi ư? Không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Luồng lực lượng kia là vô địch. Tâm tình của Hàn Hoang như trầm xuống, y tiếp tục thử nghiệm. Mấy trăm năm sau y mới một lần nữa cảm ứng được luồng lực lượng thần bí kia. Mà lần này, lúc lực, lượng thần bí dung hợp quy tắc chí cao cũng không hề tan biến. Điều này khiến cho y hoàn toàn yên lòng, đồng thời y cũng hiểu rõ một chuyện. Nếu như không có cách nào hoàn toàn nắm giữ luồng lực lượng này, thì tuyệt đối không thể bị mê lạc trong đó. Nếu như sau này trong lúc y đang tử chiến, luồng lực lượng này lại đột nhiên tan biến, chẳng phải là y xong đời rồi sao? Nghĩ được như vậy, Hàn Hoang bỗng nhiên cảm thấy nghĩ mà sợ. Luồng lực lượng này không phải là một âm mưu đấy chứ? Muốn làm cho y tự cao tự đại, sau đó phản bội y một phát chí mạng. Rất có thể. Hàn Hoang nghĩ đến vô số loại khả năng, có âm mưu quỷ kế của địch nhân, có phụ thân ban ân, nhưng cuối cùng chỉ có thể quyết định sau này không thể tùy tiện sử dụng luồng lực lượng này. Trừ phi y có thể hoàn toàn nắm giữ luồng lực lượng này. Kiểm tra được ngươi đã đủ 90 triệu tuổi, nhân sinh lại bước thêm một bước, ngươi có các lựa chọn bên dưới một, lập tức xuất quan, trợ giúp trung nguyên giới thôn phệ những đại đạo giới khác. Có thể thu được một mảnh vỡ đại đạo, một mảnh vỡ hồng mông, một khối tạo hóa linh thạch, một cơ hội thăng cấp công năng của hệ thống 2, điệu thấp tu luyện, bảo trì bản tâm. Có thể thu được một mảnh vỡ đại đạo, một mảnh vỡ hồng mông, một khối tạo hóa linh thạch ngươi thu được một lần tạo hóa thiên tuyển. Hàn Tuyệt mở to mắt, lặng lẽ lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Tuy rằng cơ hội thăng cấp công năng của hệ thống rất chân quý, nhưng sẽ chọc tới vô số phiền phức. Hàn Tuyệt tạm thời cũng không muốn đi gây thù hằn. Mấy trăm vạn năm trôi qua, tu vi của hắn lại tăng trưởng không ít. Hắn đã có lý giải càng sâu đối với Trung Nguyên Ma Thần. Mà dưới sự tưởng tượng của hắn, Trung Nguyên giới ngoại trừ không ngừng khuếch trương còn đang trở nên càng thêm hoàn thiện. Hàn Tuyệt bắt đầu quan sát hỗn độn, phát hiện hỗn độn cũng đang trở nên mạnh mẽ và vững chắc hơn. Từ khi ba phương đại đạo giới là siêu thoát, vô thức và thích thiên bị bức bách dung hợp, tốc độ phát triển của hỗn độn vượt xa lúc trước. Từ hỗn độn có thể nhìn ra được tình hình của đệ cửu hỗn độn. Hàn Tuyệt nhìn Thiện Ác, lập tức một thân một mình đi đến trong đạo quán ở Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa đệ cửu hỗn độn. Chuyến này không thể để cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy, cho dù là nữ nhân hay nhi tử của mình đều không được. Nếu hắn xua đuổi Thiện Ác lại sợ hình thành cơ duyên xảo hợp, biết đâu sau này có thể liên tưởng hay suy diễn ra nhân quả gì đó,
cho nên vẫn nên tự mình lặng lẽ trốn đi là tốt nhất. Cảm giác quen thuộc truyền đến làm cho Hàn Tuyệt nở nụ cười. Ai chà, mặc dù đã là sáng tạo đạo giả nhưng ta vẫn còn âm u hắc ám như vậy. Tuy rằng rất vô sỉ, nhưng thật sự thoải mái. Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa toàn lực, đồng thời mở bảng giao diện thuộc tính ra kiểm tra. Tuy rằng hắn đã có thể không cần để ý tuổi thọ, nhưng hắn cảm thấy chính mình vẫn phải cẩn thận một chút để tránh chơi quá đà. Nhiều tuổi thọ hơn nữa cũng sẽ có một ngày tiêu hao hết. 5 ngày sau, tuổi thọ của Hàn Tuyệt bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Cuối cùng, Hàn Tuyệt tiêu hao 10 tỷ ức năm tuổi thọ, nguyên rủa đến mức đạo tâm của đệ cửu hỗn độn hỗn loạn, sau đó hắn lập tức bỏ ách vận thư xuống. Hắn chỉ muốn kéo chân đệ cửu hỗn độn, không hề muốn nguyền rủa đệ cửu hỗn độn đến chết. Nếu như đệ cửu hỗn độn chết rồi, hỗn độn với chúng sinh thiên đạo đều bị diệt. Không cần thiết, bản thân Hàn Tuyệt vẫn là người yêu chuộng hòa bình. Nếu hắn vô địch, hắn sẽ không chèn ép chúng sinh, cũng sẽ không chèn ép những người tu hành khác. Hắn cất kỹ ách vận thư, trở lại đạo tràng thứ ba. Thiện ác đã tỉnh lại, y không tiếp tục tu luyện nữa. Y nhìn thấy Hàn Tuyệt thì lập tức đứng dậy hỏi, Thủy Tổ, ngài đi đâu vậy? Hả? Hàn Tuyệt nhíu mày. Thiện ác, bị cái nhíu mày của hắn làm cho sợ tới mức toàn thân run lên, vội vàng nói, ta chỉ lo lắng cho ngài. Ta chán sống rồi à, vậy mà cũng dám quản Thủy Tổ, đi gặp đệ tử. Đạo tràng giống như vậy ta có vô số cái, bồi dưỡng đệ tử càng nhiều vô số kể. Hàn Tuyệt ngồi xuống, tùy ý trả lời. Thiện ác nổi lòng tôn kính. Y nói theo, Thủy Tổ, trong lúc ta đang nghiên cứu nguyền rủa, ta phát hiện một thân ảnh rất khủng bố, y ở phía cuối của nhân quả, rất có thể chính là hắc ám cấm chủ. Quá kinh khủng, chỉ là nhìn bóng lưng kia cũng đủ để cho ta sinh ra ý nghĩ sợ hãi và muốn quỳ bái. Nghe vậy, Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, y có bộ dáng như thế nào? Thiện ác phất tay, thể hiện ra những gì mình đã được chứng kiến. Hàn Tuyệt nhìn thấy bên trong huyễn tượng xuất hiện một bóng đen, dường như đưa lưng về phía mặt trời, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng nhìn thân hình cực kỳ mơ hồ. Không phải hắn, cũng không có quan hệ gì với con cháu và đệ tử của hắn. Hắn bắt đầu suy tính, phát hiện mình không tính ra được. Hàn Tuyệt cảm thấy hứng thú. Ta muốn biết bóng đen mà thiện ác nhìn thấy là ai. Không kiểm tra được nhân quả này, khả năng không tồn tại hoặc là có đạo bảo cực hạn có cuốn ách vận thư thứ hai nào tồn tại không. Không cách nào kiểm tra nhân quả này, Hàn Tuyệt lại thử nghiệm những phương thức hỏi thăm khác, nhưng đều không tính ra được. Điều này có chút thú vị nha. Ngay cả đệ cửu hỗn độn đều có thể tính ra, vậy mà vẫn còn có thứ càng thần bí hơn so với đệ cửu hỗn độn. Hắn lần nữa hỏi thăm người mạnh nhất lúc này. Khấu trừ 10 ức ức năm tuổi thọ, biết được vẫn là đệ cửu hỗn độn. Chẳng lẽ tên này đến từ tương lai? Hàn Tuyệt lâm vào suy tư. Thiện ác vẫn còn đang miêu tả áp lực ngay lúc đó. Đối phương không phát giác được ngươi sao? Hàn Tuyệt hỏi. Thiện ác lắc đầu nói, có lẽ không phát giác được ta. Dù sao ta vừa thấy kẻ đó thì ta đã bị dọa lập tức thu hồi ý chí, không dám tiếp tục nghiên cứu. Hàn Tuyệt nói, không có việc gì, cứ tiếp tục đi, đây là con đường mà ngươi phải đi qua. Nếu gặp chuyện không may, vậy thì hắn sẽ dùng tinh lọc tuyệt đối trợ giúp thiện ác. Lúc trước hắn đã rút ra một đám phân hồn của thiện ác để đề phòng sau này có lúc cần phục sinh, cho nên có thể nói là không có chút sơ hở nào, căn bản không cần lo lắng. Vâng vâng, thiện ác gật đầu, tiếp đó muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt lại bắt đầu xem xét thông báo. Thiện ác thấy Thủy Tổ không phản ứng lại mình thì nói ngay, Thủy Tổ, ta chứng được đại đạo cảnh rồi. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1047, Trung Nguyên Linh Căn. Vậy à, cũng không tệ. Hàn Tuyệt lên tiếng khen ngợi y một câu. Thiện ác buồn phiền, nói, Thủy Tổ, đây chính là thánh nhân đại đạo đó nha. Lúc ta vượt qua đại đạo chi môn, những tiền bối kia nói với ta rằng ta đã đạt tới đỉnh phong của hỗn độn. Hàn Tuyệt cười nói, đó là đỉnh phong của hỗn độn, không phải là đỉnh phong mà ta mong đợi ở ngươi, hiểu chưa? Thiện ác ngẩn người, hỏi, thánh nhân đại đạo còn chưa đủ sao? Hàn Tuyệt nói, đối với hỗn độn mà nói, quả thật thánh nhân đại đạo đã đủ rồi, nhưng với ta mà nói còn chưa đủ. Dưới trướng của ta có không ít thánh nhân đại đạo, thậm chí còn có không ít tồn tại siêu việt thánh nhân đại đạo.
Thiện Ác ngây người, y biết rõ Thủy Tổ rất mạnh, nhưng không biết thần uy thiên thánh chính là Thủy Tổ. Ngoại trừ người một nhà hay tiếp xúc với Hàn Tuyệt, còn lại chúng sinh đều đã quên tên thật của hắn, chỉ biết đến thần uy thiên thánh. Thiện Ác đến từ hạ giới, vì vậy y dĩ nhiên không biết thần uy thiên thánh chính là Hàn Tuyệt. Lúc trước Hàn Tuyệt dẫn y đi gặp các đệ tử thân truyền cũng không nhắc đến việc này. Bọn họ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, dĩ nhiên không cần thiết phải nhắc đến. Hàn Tuyệt cười nói, muốn tiến hành một trận trong mô phỏng thí luyện cùng ta không? Thiện Ác vừa nghe thấy vậy, lập tức ngoác miệng cười, nói, được nha, Thủy Tổ, ta sẽ làm cho ngài giật mình. Trong những năm này, y hành hạ người mới nhiều đến mức kinh nghiệm chiến đấu trở nên vô cùng phong phú. Cho dù không phải là đối thủ của Thủy Tổ thì ít nhất cũng có thể làm cho Thủy Tổ cảm thấy ngoài ý muốn. Hàn Tuyệt không nói hai lời, lập tức kéo y vào trong mô phỏng thí luyện. Một hơi sau, Thiện Ác mở to mắt, cả người hoảng hốt, thân hình run lẩy bẩy, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Hàn Tuyệt lại tiếp tục xem xét thông báo. Thật lâu sau, cho đến khi Hàn Tuyệt xem hết toàn bộ thông báo rồi, mà lúc này Thiện Ác vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Hàn Tuyệt nhíu mày, chẳng lẽ lúc nãy mình ra tay quá ác sao? Hắn lập tức mở miệng nói, Thiện Ác. Thanh âm của hắn giống như sấm sét ở trong đầu Thiện Ác quanh quẩn không ngớt, khiến cho y bừng tỉnh. Thiện Ác lấy lại tinh thần. Y co quắp ngồi trên mặt đất, chẳng còn chút xíu nào hình tượng của thánh nhân đại đạo, y như một phàm phu bình thường vậy. Hàn Tuyệt nói khẽ, ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh như thế nào, vậy mà cũng dám trang bức với ta. Thiện Ác không hiểu trang bức là như thế nào, nhưng đoán rằng ý của Hàn Tuyệt là y khoác lác, ra vẻ lợi hại. Y hổ thẹn cúi đầu, trận chiến đấu lúc trước giống như ác mộng ở trong đầu y, cứ lặp đi lặp lại không chịu dừng. Hàn Tuyệt nói, tu luyện cho thật tốt đi, không được lười biếng, ngươi còn kém xa lắm. Chỉ cần có người còn mạnh hơn ngươi thì chuyện mà ngươi từng gặp phải khi còn nhỏ vẫn có thể phát sinh, hiểu chưa? Sắc mặt của Thiện Ác tái nhợt, vội vàng gật đầu. Bỗng nhiên Hàn Tuyệt nhớ tới Hy Tuyền tiên tử. Hắn đưa mắt nhìn lại, Hy Tuyền tiên tử ở Bách Nhạc Tiên Xuyên xa xôi đã chứng được thánh nhân đại đạo. Hắn lập tức dịch chuyển, đi đến đạo tràng chủ. Thiện Ác thở dài một hơi, y lộ ra vẻ mặt cười khổ. Thiện Ác a Thiện Ác, ngươi thật sự là buồn cười. Sao ngươi dám thách thức Thủy Tổ như vậy? Trong lòng Thiện Ác tràn đầy hối hận. Nửa ngày sau, Hàn Tuyệt tiếp đón Hy Tuyền tiên tử và Thường Nguyệt Nhi. Hình Hồng Tuyền chủ động tiếp đãi các nàng, nói về những chuyện đã xảy ra ở Ngọc Thanh Thánh Tông trước kia, ba nàng đều cảm khái muôn phần. Hàn Tuyệt lại rời khỏi, không quấy rầy các nàng ôn chuyện. Nếu Thường Nguyệt Nhi muốn đi ra ngoài đi dạo, bên trong đạo tràng có phân thân sẽ chuyển nàng ra ngoài. Vũ trụ tinh thần ở ngoài đạo tràng thứ ba đã cực kỳ phong phú. Các loại hệ thống tu luyện, các loại văn minh gì đều có. Nếu nhàm chán, Thường Nguyệt Nhi có thể đi du ngoạn trước, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Dẫu sao nơi này thuộc phạm vi quản hạt của Lưu Bị. Nghĩ đến vũ trụ tinh thần, Hàn Tuyệt lại nghĩ đến Hồng Quân lúc trước bái sư Lưu Bị. Hồng Quân đã rời khỏi mấy ngàn vạn năm, từ đó đã mất đi tin tức. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên, bắt đầu suy tính Hồng Quân. Hắn phát hiện Hồng Quân hiện tại đang không ở hỗn độn mà đến siêu thoát đại đạo giới, đã giảng đạo suốt ngàn vạn năm. Y tự nghĩ ra đạo thống, rõ ràng cho thấy y lại đi lên con đường của đạo tổ trước kia. Đối với hành vi của Hồng Quân, Hàn Tuyệt đương nhiên sẽ không can thiệp vào. Từ xưa đến nay, đạo tổ chưa từng tính toán làm hại hắn, thậm chí còn ngầm đồng ý để lại thiên đạo cho hắn. Hai người có qua có lại, đôi bên cùng có lợi, không cần thiết phải kết thù, cho dù Hàn Tuyệt đã siêu việt đạo tổ. Hàn Tuyệt nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Hàn Hoang. Hàn Hoang cũng đang ở siêu thoát đại đạo giới, lại đang tranh đoạt một cái quy tắc chí cao. Vừa mới thành công, y làm vậy là muốn tập hợp đủ quy tắc chí cao của các giới sao. Có chút ý tứ, Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy sâu trong, linh hồn của Hàn Hoang đã sáng lập Hồng Mông giới. Tình cảnh với khí tức quen thuộc kia làm cho Hàn Tuyệt rất hoài niệm. Cấp bậc Hồng Mông này đủ để Hàn Hoang trưởng thành vô số năm. Hàn Tuyệt sẽ không chỉ dừng lại ở Trung Nguyên giới. Bên cạnh việc phải không ngừng tăng cao cảnh giới, hắn cũng phải không ngừng thuế biến thể chất, bỏ xa những sáng tạo đạo giả khác, từ đó hình thành ưu thế độc tôn. Đối với Hàn Hoang, Hàn Tuyệt không muốn ước thúc, mặc kệ y muốn náo thế nào cũng được. Cho dù huyên náo đến chết, Hàn Tuyệt cũng có thể phục sinh.
hắn đã sớm thu lại một đám phân hồn của Hàn Hoang để thuận tiện cho việc phục sinh. Hắn tin rằng bản thân Hàn Hoang cũng có thủ đoạn riêng của mình. Tuy nhiên nếu như y chọc giận sáng tạo đạo giả, hắn cũng chỉ có thể thông qua phân hồn bên trong đạo tràng giúp y phục sinh. Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Thiện Ác cũng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Y lại đả tọa, ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt trở nên kiên định. Thủy Tổ, ngài hãy chờ ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Thiện Ác âm thầm phát lời thề, y không muốn lại mất thể diện lần nào nữa. Tạo Hóa Đế Đỉnh, trong đại điện thông thiên. Hàn Linh ngồi ở bảo tọa trên cao, thái độ uy nghi, chú ý đến trên thân 8 người ở trên điện. Hàn Nghiệp, Hàn Diêu, Hàn Bá Thần đều ở đây, ngoài ra còn có 5 vị thánh nhân đại đạo khác. Hàn Hoang tổ tiên của ta quá mạnh mẽ, căn bản không thể đoạt được. Nếu không thì chúng ta đi tìm quy tắc trí cao của vô thức đại đạo giới đi. Hàn Diêu đề nghị, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hàn Nghiệp hừ một tiếng nhưng cũng không phản bác. Hàn Hoang cường đại đến mức sắp tạo thành bóng ma trong lòng bọn họ rồi, quả thật không cần thiết cứ quấn lấy y. Hàn Bá Thần cười nói, ta thấy quy tắc trí cao kia ngoại trừ mang đến phiền phức thì cũng không có tác dụng gì khác. Hàn Linh nói, mục đích của chuyến đi lần này cũng không phải là để cho các ngươi nhất định đoạt được quy tắc trí cao, chỉ là muốn các ngươi đi mài giũa, thuận tiện cảm thụ thực lực cực hạn của hỗn độn mà thôi. Trải qua một trận chiến này, các ngươi chắc hẳn đã có thể thu liễm ngạo mạn trong lòng rồi chứ. Kế hoạch lớn tiếp theo của Tạo Hóa Đế Đình là chiêu nạp người tu hành, nhất là thánh nhân tự tại, càng nhiều càng tốt. Hàn Diêu, ngươi dẫn dắt 5 vị đạo đế đi đến âm phủ, trẫm muốn thành lập thế lực ở âm phủ. Bất kể các ngươi dùng cách hay thủ đoạn gì, nhất định phải tìm được một chỗ đứng. Hàn Diêu lập tức chắp tay lĩnh mệnh, tiếp đó mang theo 5 vị thánh nhân đại đạo được xưng là đạo đế rời đi. Hàn Nghiệp với Hàn Bá Thần cũng chuẩn bị rời đi, nhưng bị Hàn Linh gọi lại. Đợi 6 người Hàn Diêu tan biến, Hàn Linh mới mở miệng nói, trẫm chuẩn bị sáng lập đại đạo giới của chúng ta ở âm phủ, ý của các ngươi như thế nào? Hàn Nghiệp ngẩn người, hỏi, ở âm phủ, âm dương cách xa nhau, nhưng âm phủ khó xuất hiện thánh nhân, cho nên bị dương gian xem nhẹ. Trẫm cảm thấy ở âm phủ có thể thực hiện. Từng cái đại đạo giới đều liên kết với âm phủ, trẫm cảm thấy chuyện này có ẩn chứa huyền cơ. Chuyện mời chào tự tại cảnh giao cho thủ hạ của các ngươi đi. Các ngươi lại đổi sang thân phận của bọn họ, sau đó lẻn vào âm phủ. Không được nói với Hàn Diêu. Hàn Linh căn dặn. Nàng giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung một cái, hư ảnh của 2 đế binh rơi vào trên người Hàn Nghiệp và Hàn Bá Thần, ngay sau đó bao phủ bọn họ lại, hóa thành hình thế như đế binh. Hàn Nghiệp đánh giá bản thân, tấm tắc kêu kỳ lạ. Hàn Bá Thần hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, chúng ta đi âm phủ cần hành động như thế nào? Hàn Linh không đổi sắc mặt, nói, tìm kiếm một bảo vật có tên là Trung Nguyên Linh Căn. Trung Nguyên Linh Căn giấu ở bên trong Hoàng Tuyền, cụ thể tại nơi nào trẫm cũng không biết. Nhưng trẫm suy diễn tính toán biết được, kẻ nào có được Trung Nguyên chi lực sẽ có tạo hóa tối cao. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1048, Nguyên rủa Hàn Tuyệt. 500 vạn năm sau, ở xa xa trong lĩnh vực không bạch, khu vực biên giới bên trong Trung Nguyên giới xuất hiện chấn động kịch liệt. Cũng may gần đó không có sinh linh, vì vậy không có người nào phát hiện. Sinh linh ở bên trong Trung Nguyên giới còn chưa có năng lực phát giác được tình hình bên ngoài Trung Nguyên giới. Mà nguyên nhân tạo thành tất cả những điều này, dĩ nhiên là do tu vi của Hàn Tuyệt lại có tiến bộ. Chuyến du lịch đến Thích Thiên lúc trước đã mang đến cho Hàn Tuyệt không ít dẫn dắt, không ngờ lại giúp cho tiến độ tu hành tăng nhanh hơn so với trước đó. Hàn Tuyệt mở to mắt, lộ ra vẻ hài lòng. Sáng tạo đạo giả hậu kỳ vẫn còn cách rất xa xôi, nhưng không đến mức xa không thể chạm. Phải biết rằng bây giờ hắn còn chưa đầy 1 tỷ tuổi, 1 tỷ tuổi nào có ai có thể chứng được sáng tạo đạo giả, chớ nói chi là đạt tới sáng tạo đạo giả trung kỳ. Hắn nhìn về phía Thiện Ác ở bên cạnh, Thiện Ác còn đang tu luyện. Tiểu tử này sau khi bị kích thích, thái độ tu hành rõ ràng càng nghiêm túc hơn, điều này khiến cho Hàn Tuyệt rất hài lòng. Lần thịnh hội hỗn độn tiếp theo sắp bắt đầu, có nên để cho y tham dự hay không? Hàn Tuyệt cân nhắc đến điều này. Do dự một chút, hắn vẫn quyết định từ bỏ ý nghĩ này. Để cho tiểu tử này ngoan ngoãn ở lại chỗ này đi, không cần thiết để cho tất cả tử tôn đều bộc lộ tài năng.
Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét thông báo. Trong những năm này hoạt động mạnh nhất chính là tạo hóa đế đình và thế lực của mệnh. Hàn Hoang vội vàng lo dung hợp quy tắc trí cao, dạo gần đây cũng không có tin tức. Không có Hàn Hoang, Hỗn Độn và Thích Thiên ngược lại càng thêm náo nhiệt. Đám mây đen bao phủ ở trên đầu bọn họ tản đi, hiện tại bọn họ mới dám hành động lớn. Mật hơn, Hàn Tuyệt lúc trước đang tu luyện đã cảm giác được có đồ vật liên quan với bản thân bị người moi ra, bởi vì không ảnh hưởng lớn nên hắn không thèm để ý, lúc này mới có thời gian rảnh đi suy tính. Ồ, bỗng nhiên Hàn Tuyệt kêu lên một tiếng ngạc nhiên, hắn phát hiện một chuyện lạ. Âm phủ của Trung Nguyên giới không ngờ lại liên kết với từng âm phủ của các đại đạo giới, hình thành vị diện độc lập. Chợt nhìn, âm phủ so với bất luận giới diện nào đều lớn hơn, bởi vì tất cả các đại đạo giới còn chưa dung hợp vào cùng một chỗ. Đã có người thông qua âm phủ của Hỗn Độn lẻn vào Trung Nguyên giới. Thật sự là kỳ quái. Bên trong Trung Nguyên giới còn chưa có sinh linh sáng lập âm phủ, chẳng lẽ âm phủ tự thành quy tắc? Năm đó hậu thổ nương nương chỉ là sáng lập luân hồi, dẫn thiên đạo vào trong âm phủ thôi sao? Người lẻn vào âm phủ của Trung Nguyên giới chính là Hàn Nghiệp và Hàn Bá Thần. Thảo nào Hàn Tuyệt cảm giác không ảnh hưởng lớn, nếu như là khí tức không biết, lấy bản năng của hắn chắc chắn sẽ sinh ra phản cảm. Một tia phản cảm của sáng tạo đạo giả cũng đủ nghiền nát thánh nhân đại đạo. Thì ra ở âm phủ của Trung Nguyên giới ra đời Trung Nguyên chi lực biến thành linh căn, trước mắt chỉ có hai cây, trong đó một cây bị Hàn Nghiệp và Hàn Bá Thần cướp đi. Cái gọi là Trung Nguyên linh căn chẳng qua là Trung Nguyên chi lực lắng đọng biến thành, không coi là cái gì. Đương nhiên, luồng lực lượng này đối với đại đạo trí thượng mà nói tuyệt đối cao thâm mạc chắc, mạnh như Hàn Hoang cũng trầm mê ở trong đó. Chỉ là hai tiểu tử này làm sao có thể tìm được Trung Nguyên linh căn. Hàn Tuyệt tiếp tục suy tính, phát hiện đầu nguồn của nhân quả này đúng là Hàn Linh. Không ngờ Hàn Linh có thể tính ra được Trung Nguyên linh căn, không hổ là huyết mạch thân nhân. Chỉ là không biết phải chăng Hàn Linh đoán được Trung Nguyên linh căn có quan hệ với hắn. Sau khi biết rõ ràng đầu đuôi chuyện này, Hàn Tuyệt không thèm để ý đến nữa. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, buông lỏng thân hình. Thiện Ác lập tức mở mắt, nói, Thủy Tổ, ngài đã tỉnh. Giọng điệu của y rất cung kính, khác biệt hoàn toàn với trước kia. Điều này để cho Hàn Tuyệt cảm thấy hơi bất đắc dĩ, chẳng lẽ lúc trước đã chèn ép y quá mức mất rồi. Đúng lúc nên giảng đạo cho ngươi, giúp ngươi một tay. Hàn Tuyệt nhẹ giọng cười nói. Không đợi Thiện Ác trả lời, hắn đã bắt đầu giảng đạo. Đạo âm vừa ra, Thiện Ác lập tức tiến vào trạng thái ngộ đạo. Hàn Tuyệt lưu lại một đạo phân thân giảng đạo, bản thể lại đi bái phỏng đám đạo lữ. 1000 năm sau, Hàn Tuyệt giảng đạo xong, Thiện Ác tỉnh lại, nói vẫn còn chưa đã. Thiện Ác cảm khái muôn phần, Thủy Tổ không hổ là Thủy Tổ, ngài giảng đạo còn hơn ngàn vạn năm ta tự tu đạo, hơn nữa còn giúp cho ta cảm ngộ càng sâu hơn đối với con đường tu hành trong tương lai. Hàn Tuyệt nói, bất cứ lúc nào, vĩnh viễn phải bảo trì một trái tim khiêm tốn cẩn thận. Để ta kể cho ngươi một chút về quá khứ của ta. Thiện Ác vừa nghe thấy vậy cảm thấy hứng thú. Y lập tức ngồi ngay ngắn trước mặt Hàn Tuyệt, khắp khuôn mặt là vẻ mong chờ. Hàn Tuyệt bắt đầu kể từ khi chính mình còn nhỏ tuổi, những quá khứ này hắn đã kể lại rất nhiều lần. Kể cho nhiều hậu bối khác nhau, nhưng mỗi lần nói ra đều không biết mệt mỏi, đồng thời đây cũng là kể lại cho chính hắn nghe. Vĩnh viễn không quên lúc trước mình đã tiến lên phía trước như thế nào. Lúc trước hệ thống đã cho hắn nhìn thấy cảnh tượng những người từng nắm giữ hệ thống kia đã bị chết như thế nào. Có một số người cũng giống như hắn là loại người cẩn thận, nhưng sau khi cảm thấy mình đã vô địch thì bắt đầu buông lỏng, cuối cùng dẫn đến vạn kiếp bất phục. Rất nhanh, Thiện Ác nghe chuyện xưa đến mức nhập thần, dường như bản thân đã thay thế vào thân phận của Hàn Tuyệt, đi đối mặt với những nguy hiểm kia. Thủy Tổ tuy rằng cẩn thận quá mức, thậm chí còn có chút nhát gan, bất cập nhân tình, nhưng nếu như người bên cạnh thật sự gặp nạn, hắn sẽ lập tức ra tay. Thiện Ác cảm thấy đây chính là dạng người mà y muốn trở thành. Đợi Hàn Tuyệt kể xong, Thiện Ác cung kính nói, Thủy Tổ, ta hiểu rõ dụng ý của ngài. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi bây giờ nguyền rủa một người, tên là Hàn Phân Tuyệt, y trông như thế này. Hắn vung tay lên tạo ra một huyễn cảnh, một thân ảnh cực giống hắn xuất hiện ở trong đó. Hàn Phân Tuyệt chính là phân hồn mà ngàn năm trước hắn đã ném đến phàm trần của Hỗn Độn. Bởi vì hắn cố ý áp chế, cho nên tu vi của Hàn Phân Tuyệt chỉ đến đại đạo trí thượng, nhưng đã mất đi ký ức, không biết đến Thiện Ác. Thiện Ác ngẩn người, y không ngốc, liếc mắt nhìn một cái đã biết rõ đối phương có quan hệ với Thủy Tổ.
Y hít sâu một hơi, bắt đầu thúc giục lực lượng của chớ chú nguyên tinh để nguyền rủa Hàn Phân Tuyệt. Trọn vẹn trôi qua mấy ngày, Hàn Phân Tuyệt mới cảm nhận thấy không khỏe. Lực lượng nguyền rủa phát tác. Hàn Tuyệt nhíu mày, tại sao lại còn trì hoãn như vậy chứ? Chẳng lẽ là bởi vì Hàn Phân Tuyệt quá mạnh mẽ? Lại trôi qua mấy ngày, sắc mặt của Thiện Ác trắng bệch, thân hình bắt đầu run rẩy. Hàn Phân Tuyệt bắt đầu cắn trả y. Hàn Tuyệt lập tức ra tay, thu hồi phân hồn Hàn Phân Tuyệt này. Ký ức tràn vào trong óc của hắn. Hàn Phân Tuyệt cũng không tính ra được là Thiện Ác, chỉ là có thể nhìn theo lực lượng nguyền rủa để cắn trả. Hàn Tuyệt kinh ngạc nhìn Thiện Ác. Tiểu tử này thật đúng là có thể tương tự như Ách Vận Thư à. Xem ra chớ chú nguyên tinh chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi Ách Vận Thư. Ách Vận Thư sẽ tiêu hao tuổi thọ bản nguyên, vậy còn Thiện Ác thì sao? Thủy Tổ, tu vi của ta mất rồi. Thiện Ác sợ hãi nói, giọng điệu y tràn đầy bất an. Nguyên rủa sẽ tiêu hao tu vi sao? Hàn Tuyệt suy tư, nói như vậy mới hợp tình hợp lý. Hàn Trấn An nói, không sao đâu, tiếp tục tu luyện sẽ khôi phục tu vi thôi. Ngươi vừa mới, tổn thất bao nhiêu, bây giờ cho ngươi ra ngoài rèn luyện nếu kết thù với người ta, ngươi sẽ mất bao nhiêu tu vi. Thiện Ác cảm thấy có lý, sắc mặt lập tức hòa hoãn lại. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Thiện Ác, mỉm cười. Tiểu tử này chính là vũ khí bí mật của hắn. Không tồi. Hàn Tuyệt hỏi, sau này ngươi sẽ lấy nguyền rủa làm thủ đoạn đối địch, ngươi đã nghĩ ra một biệt danh cho mình chưa? Tựa như hắc ám cấm chủ vậy, không có người nào biết được thân phận chân thật của hắn. Hai mắt của Thiện Ác sáng lên, y suy nghĩ một chút rồi nói, ta sẽ tên là Ách Vận Cấm Chủ, được không? Cũng tạm được, mặc dù nghe qua thì thấy khác với hắc ám cấm chủ, nhưng từ danh tự lại khiến cho người ta cảm thấy ngươi có liên quan với hắc ám cấm chủ. Đến lúc đó hắc ám cấm chủ sẽ giúp ngươi chia sẻ áp lực. Đúng vậy nha. Thủy Tổ, ngài yên tâm, ta sớm muộn cũng sẽ siêu việt hắc ám cấm chủ. Ta rất chờ mong đến ngày đó, nhưng cái ngày đó sẽ không bao giờ đến đâu. Trong lòng Hàn Tuyệt thầm nhủ, Dú tiểu tử muốn siêu việt ta à, không thể nào. Thiện Ác nói theo, ta vừa rồi lại thấy được thân ảnh thần bí kia, gã giống như muốn giúp ta cùng một chỗ để nguyền rủa. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1049, giống hắn như đúc. Vậy sao, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi. Đối với sự tồn tại của vị có nhân quả thần bí kia, quả thật hắn cảm thấy rất hoài nghi. Hắn dựa vào hệ thống có thể tính ra được sáng tạo đạo giả, nhưng có một vài tồn tại vẫn không cách nào tính ra được, ví dụ như đạo tổ. Đây mới là chỗ thú vị của những tồn tại đó. Đôi khi, có những chuyện không thể chỉ dựa vào tu vi mạnh yếu tới định nghĩa. Thiện Ác vào đầu nói, gã cứ đứng ở chỗ đó nhìn chằm chằm lúc ta nguyền rủa, thậm chí còn nhúng tay vào. Trừ điều này ra thì không còn có sự tình khác phát sinh. Hàn Tuyệt híp mắt, tồn tại thần bí kia rõ ràng đã quấn lấy Thiện Ác rồi. Chẳng lẽ tồn tại thần bí đó có liên quan tới Thiện Ác? Nếu là như vậy, sau này cần phải đề phòng một chút mới được. Sau này cứ cách một đoạn thời gian lại thi triển cho Thiện Ác một lần tinh lọc tuyệt đối. Hàn Tuyệt lại trò chuyện thêm vài câu với Thiện Ác, sau đó hai người lại tự mình tiếp tục tu luyện. Năm tháng tiếp tục trôi qua. Trong lúc Hàn Tuyệt đang trùng kích 1 tỷ tuổi, hỗn độn đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại ở hỗn độn, anh hùng xuất hiện lớp lớp, quần hùng chiếm đóng một phương, càng ngày càng phấn khích. Uy danh của tạo hóa đế đình là cao nhất. Tốc độ quật khởi của nó cực nhanh làm cho vô số cự phách vạn cổ chấn động trong lòng. Một ngày này, tạo hóa đế đình, trong đại điện thông thiên, Tà Thiên Đế dẫn theo một đám thần tướng đến đây. Hàn Nghiệp và Hàn Bá Thần lập tức ngăn ở phía trước. Thủ hộ Hàn Linh đang ở trên đài cao. Tà Thiên Đế nhìn về phía Hàn Linh, cảm khái nói, trẫm đã biết rõ, đế tiếng tăm lừng lẫy nhất định là người mà trẫm quen biết, chỉ là trẫm không ngờ tới người đó lại là ngươi. Năm đó ở trong mắt trẫm ngươi thể hiện ra là người không hề có dã tâm. Vẻ mặt của Hàn Linh lạnh lùng, khẽ cười nói, Thiên Đế bệ hạ, ngươi với gia phụ của trẫm chính là bạn cũ, có bất kỳ chuyện gì trẫm đều tùy ngươi. Hai vị đều tự xưng là trẫm, bầu không khí có phần vi diệu. Tà Thiên Đế vuốt râu cười nói, trẫm muốn mời tạo hóa đế đình giao ra một người, người này là phản đồ của thiên đình. Y phản bội thì cũng thôi đi,
Đằng này y còn sát hại không ít thiên binh với ý đồ muốn được tạo hóa đế đình phù hộ. Hà Nghiệp nhíu mày, nói, tạo hóa đế đình của ta tuyên bố thu tiên thần, không hỏi xuất xứ, làm sao có thể phá lệ vì ngươi được. Hôm nay giao người nọ ra, ngày sau lại có thế lực khác tới đòi người thì sao? Tà Thiên Đế bất đắc, dĩ cười nói, tên này có can hệ trọng đại, nên trẫm không thể không tìm ngươi, nếu ngươi không muốn, vậy thì trẫm cho phép. Hàn Linh cắt ngang nói, Hàn Nghiệp sửng sốt, Hàn Bá Thần cũng muốn nói lại thôi. Tà Thiên Đế cũng không ngờ Hàn Linh đáp ứng sảng khoái như vậy. Hàn Linh nói, trẫm không cần những quy định cứng nhắc. Nếu như có người cảm thấy trẫm làm không được tốt đều có thể rời khỏi. Nhưng đồng thời, kẻ đó sẽ bị tạo hóa đế đình cừu hận. Người mà trẫm để ở trong lòng không nhiều lắm, cho nên dính đến nhân quả rất ít. Một khi đã gia nhập tạo hóa đế đình thì tỷ lệ bị vứt bỏ sẽ rất nhỏ, nhưng phản bội tạo hóa đế đình thì tuyệt đối không có kết cục tốt. Lời của nàng rất khí phách, rất quyết đoán, cũng tràn đầy sát khí, làm cho các thần tướng sau lưng Tà Thiên Đế nhíu mày. Tà Thiên Đế nhìn nàng một cái thật sâu, nói, đa tạ đế. Từ nay về sau, nếu như tạo hóa đế đình có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể phái người báo cho trẫm biết, trẫm nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Hàn Linh cười nói, vậy là tốt rồi. Từ nay về sau, Thiên Đình vĩnh viễn là bằng hữu của tạo hóa đế đình, cùng chung hoạn nạn. Nàng liếc về phía Hàn Nghiệp và Hàn Bá Thần, hai người lập tức lĩnh mệnh. Tà Thiên Đế âm thầm kinh hãi. Uy danh của Hàn Nghiệp với Hàn Bá Thần đều là do giết ra đến, cả hai đều là nhân vật rất mạnh mẽ. Nhất là Hàn Nghiệp, một khi đã động sát tâm thì căn bản không thu lại được. Y tàn sát tạo thành sát nghiệp đã đạt tới tình trạng làm cho người tức lộn ruột. Hai tên hung nhân này ở trước mặt Hàn Linh lại cung cung kính kính như thế, thậm chí có chút khẩn trương. Hàn Linh cười nói, bệ hạ khó khăn lắm mới tới đây một lần, không bằng đi xem Trung Nguyên Linh Căn của tạo hóa đế đỉnh đi. Vật ấy thực sự không hề tầm thường. Trung Nguyên Linh Căn, đó là vật gì? Tà Thiên Đế hứng thú. Hàn Linh vung tay phải lên, trong chốc lát, cảnh tượng trong đại điện thông thiên biến ảo. Mặt đất biến thành mặt hồ, vô số hoa sen hiện ra, lớn nhỏ không đều nhau, màu sắc cũng khác biệt, mỹ lệ như mộng cảnh. Tà Thiên Đế đưa mắt nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy một cây linh thảo màu đỏ, đỏ như máu tươi, thân với rễ cây vặn vẹo thân hình tựa như một con người. Ồ, Tà Thiên Đế nhíu mày, trong lòng sinh ra hiếu kỳ. Lão đi đến gần nhìn lại, lập tức phát ra tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Các thần tướng kinh ngạc, không rõ Tà Thiên Đế tại sao lại hô lên như vậy. Tà Thiên Đế quay đầu nhìn Hàn Linh, nhíu mày. Hàn Linh cười nói, linh căn này sẽ hóa hình, một khi hóa hình, nó sẽ có được năng lực thay đổi hết thảy. Nếu bệ hạ có lòng, chờ đến khi nó sinh ra linh trí, trẫm sẽ mang đến thiên đình, ở lại dưới trướng bệ hạ bồi dưỡng 30 triệu năm, thuận tiện kiến công lập nghiệp cho thiên đình. Tà Thiên Đế nhíu mày hỏi, vật ấy từ đâu đến? Từ âm phủ. Âm phủ, có quan hệ với hắn sao? Có lẽ có quan hệ. Thế nhưng, bệ hạ, ngươi thật sự không động tâm sao? Được rồi, giao cho trẫm đi, trẫm cũng có thể yên tâm. Tà Thiên Đế lại nhìn Trung Nguyên Linh Căn, lông mày vẫn nhíu lại. Hàn Tuyệt vừa bế quan hơn 200 vạn năm lại gặp phải người điên cuồng muốn báo mộng cho hắn. Tà Thiên Đế muốn báo mộng cho ngươi, có tiếp nhận hay không? Tà Thiên Đế muốn báo mộng cho ngươi. Có tiếp nhận hay không? Tà Thiên Đế muốn báo mộng cho ngươi. Có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt nhíu mày, chẳng lẽ Tà Thiên Đế gặp phải nguy hiểm gì? Hắn suy tính một phen, phát hiện Tà Thiên Đế ở lại bên trong bảo điện Lăng Tiêu, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn do dự một chút, đồng ý tiếp nhận báo mộng. Mộng cảnh vẫn là bên trong khu rừng nhỏ ngoài Ngọc Thanh Thánh Tông năm đó. Tà Thiên Đế nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức tiến lên bắt chuyện. Y nói ra mọi chuyện về Trung Nguyên Linh Căn. Trung Nguyên Linh Căn có vẻ ngoài giống ngươi như đúc, trẫm lo lắng. Tà Thiên Đế thở dài nói, vẻ mặt ưu sầu. Hàn Tuyệt giở khóc giở cười, Trung Nguyên Linh Căn hóa thân thành hình dạng của hắn sao? Lại nói, đây là pháp lực của hắn, hóa thành hình dạng của hắn cũng rất bình thường mà thôi. Hắn cười nói, ta đã biết rồi, Linh Nhi có lẽ sẽ không tính kế ta đâu. Chẳng qua đối phương có khuôn mặt quá giống ta, quả thật cũng không phải là chuyện tốt. Trẫm đúng là lo lắng như vậy, dẫu sao có rất nhiều nhi tử của trẫm ruồng bỏ trẫm. Tà Thiên Đế lắc đầu nói, hai người hàn huyên trong chốc lát, sau đó kết thúc báo mộng. Hàn Tuyệt mở to mắt, bắt đầu tính đến Trung Nguyên Linh Căn. Trung Nguyên Linh Căn đã sinh ra linh trí, chỉ là oán khí của nó quá nặng,
sát tâm đã dưỡng thành. Chẳng lẽ có liên quan với âm phủ à? Quanh năm ở lại âm phủ, Trung Nguyên linh căn hấp thu quá nhiều oán niệm của âm hồn. Nếu là như vậy, sau này nhất định sẽ thành họa lớn. Không được. Không thể để cho y có vẻ bề ngoài giống ta như vậy. Hàn Tuyệt khẽ động tâm thần, Trung Nguyên linh căn lập tức thay đổi bộ dáng, tuy rằng rất giống hắn, nhưng ít ra không còn hoàn toàn giống như đúc nữa. Hắn không lập tức xóa đi Trung Nguyên linh căn, ngược lại muốn nhìn xem Hàn Linh có ý định làm gì. Trong lúc rảnh rỗi, hắn lại nghĩ đến việc tính toán tương lai của Trung Nguyên linh căn. Ta muốn biết trạng thái cường thịnh nhất của Trung Nguyên linh căn có bộ dáng như thế nào. Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục sáng tạo đạo giả? Không thể nào đâu. Hàn Tuyệt nhíu mày, lập tức lựa chọn tiếp tục. Ý thức của hắn lập tức tiến vào huyễn tượng diễn hóa. Hắn phát hiện mình đi tới trên không trung của Trung Nguyên giới, phía trước không xa chính là hỗn độn, hai đại đạo giới sắp đụng vào nhau. Ha ha ha, hỗn độn và hồng mông, các ngươi làm tốt chuẩn bị nghênh đón đại đạo giới của ta chưa? Còn đây là Trung Nguyên. Một tiếng cười điên cuồng vang lên. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử áo đen có tướng mạo tương tự, như hắn đang đứng ở phía trên Trung Nguyên giới, càn rỡ cười to. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1050, Trung Nguyên Linh Thạch, thăng cấp ách vận thư. Tại sao Trung Nguyên Linh Căn lại đứng trên Trung Nguyên giới của ta chứ? Trong lòng Hàn Tuyệt tràn đầy nghi hoặc nhìn vị nam tử áo đen kia. Nam tử áo đen mắt nhìn hỗn độn phía trước, trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Lúc này, bên trong hỗn độn truyền đến một cỗ khí thế bá đạo tuyệt luân, khí tức đó đối với Hàn Tuyệt mà nói thì rất lạ lẫm. Hừ, Trung Nguyên ma thần, ngươi cho rằng ngươi được y bát của thần uy thiên thánh là có thể hoành hành không sợ. Một tiếng quát lạnh truyền đến, Hàn Tuyệt chăm chú nhìn lại, người tới là một vị thần linh đại đạo quanh thân quấn đầy phù văn đại đạo. Còn có tuế nguyệt ấn ký từ lòng bàn chân bốc lên tựa như khí diễm, thân hình bị thần quang che đậy lộ ra đường nét vô cùng hùng tráng, cực kỳ khí phách. Gã đội đế quan có hình thù đầu kỳ lân, hai mắt bắn ra huyết quang, giống như chiến thần từ thời viễn cổ. Trung Nguyên linh căn bễ nghễ trước mặt vị thần linh đại đạo, vẻ mặt khinh miệt, nói, ngươi tính thứ gì chứ, để cho chí phạt thần tôn tới, còn có 12 thần phạt nữa, tất cả cùng đến đây đi. Ta sẽ giết hết không tha, hỗn độn, hồng mông hay thậm chí những đại đạo giới khác đều phải quy phụ Trung Nguyên giới, kẻ nào cản trở kẻ đó chết. Cuồng vọng, càn rỡ, thần linh đại đạo phẫn nộ quát, toàn thân khí thế của gã ở góc độ của Hàn Tuyệt xem ra đã đạt tới đại đạo trí thượng viên mãn. Hàn Tuyệt đều đã biết hết những đại đạo trí thượng viên mãn ở hỗn độn, hắn đã thử dò xét những đại năng nấp trong chỗ tối. Ghi nhớ khí tức cùng diện mạo của người kẻ, duy chỉ có vị này là chưa từng thấy qua. Xem ra đây là một vị hậu bối, thời điểm lúc này cách hiện tại của Hàn Tuyệt rất xa xôi. Thần linh đại đạo bỗng nhiên đẩy ra song trường, đại đạo chi lực đổ xuống với khí thế ngập trời, bắn ra vô số quang hồng chiếu khắp toàn bộ hỗn độn. Nhìn theo phương hướng mà song trưởng của thần linh đại đạo đánh tới, tràng cảnh vô cùng hùng tráng, mênh mông tuyệt luân, giống như một phương đại đạo giới chấn áp về phía Trung Nguyên linh căn. Ha ha ha, Trung Nguyên linh căn cười to càn rỡ, đối mặt với luồng đại đạo chi lực kinh khủng đang cuồn cuộn khắp hỗn độn, y vẫn ngang nhiên không sợ, thậm chí có chút ít chờ mong. Huyễn tượng được diễn hóa như vậy phá toái. Hàn Tuyệt mở to mắt, mặt lộ vẻ bất mãn. Lần nào cũng là như thế này, còn chưa tới tiết mục cuối cùng liền kết thúc. Xem ra trận chiến này là cực hạn của Trung Nguyên linh căn, hoặc là bại trận, hoặc là từ đó bắt đầu xuống dốc. Chậc chậc, có thể cường đại đến mức thách thức hỗn độn, Trung Nguyên linh căn cũng tính là công thành danh toại. Ít nhất vô số năm sau, người đời sau đều nhớ kỹ lần uy phong này của y. Tạm thời cứ mặc kệ. Những tên hậu bối thế này, mỗi người đều có tương lai khó lường, hắn không cần phải can dự. Nếu kẻ nào đi về phía lạc lối, đều có số mệnh giải quyết. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Tiếp đến có thể nghênh đón thời điểm tròn 100 triệu tuổi. Mỗi năm trôi qua, vạn năm như một ngày, 100 vạn năm nhanh chóng lướt qua. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, tương đương với một cái chợp mắt. Kiểm chắc được ngươi đã đủ 100 triệu tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước. Ngươi có lựa chọn bên dưới một, lập tức hấp thu hỗn độn, có thể thu được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông,
một khối linh thạch sáng tạo, một cơ hội thăng cấp công năng của hệ thống 2, điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm. Có thể thu được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối linh thạch sáng tạo, một khối trung nguyên linh thạch, một cơ hội thăng cấp công năng của hệ thống. Ngươi thu được một lần tạo hóa thiên tuyển, vẻ mặt Hàn Tuyệt chấn động, lập tức lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối linh thạch sáng tạo, một khối trung nguyên linh thạch, một cơ hội thăng cấp công năng của hệ thống. Trung nguyên linh thạch, bản nâng cấp của linh thạch thiên đạo, công dụng hỗ trợ pháp bảo tiến giai. Bất kể pháp bảo được tiến giai mạnh như thế nào, đều phải phụ thuộc vào ngươi, vĩnh viễn bị ngươi thao túng. Trong mắt Hàn Tuyệt hiện lên nét vui mừng. Thứ tốt nha. Hắn không dám dùng linh thạch thiên đạo cho Ách Vận Thư, chính vì sợ Ách Vận Thư cắn trả. Hiện tại tốt rồi. Hắn lập tức truyền tống đến đạo tràng chủ, xuất ra Ách Vận Thư cùng trung nguyên linh thạch. Trung nguyên linh thạch có ngoại hình tương tự linh thạch thiên đạo, khác nhau ở chỗ có màu đỏ thẫm. Hàn Tuyệt lập tức cho Ách Vận Thư dung hợp. Phải chăng dùng trung nguyên linh thạch thăng cấp Ách Vận Thư? Phải. Bắt đầu thăng cấp Ách Vận Thư cùng trung nguyên linh thạch trong tay Hàn Tuyệt đồng thời tan biến, trong lòng của hắn rất chờ mong. Tiếp đến, hắn cứ chờ đợi tại đây. Đợi đến khi Ách Vận Thư thăng cấp thành công, đến lúc đó còn có thể thí nghiệm thử xem Ách Vận Thư tấn cấp thành chí bảo cực hạn sẽ kinh khủng cỡ nào. Đúng lúc này, đệ cửu hỗn độn báo mộng cho ngươi, có tiếp nhận hay không? Đệ cửu hỗn độn, tại sao ngay thời điểm mấu chốt như vậy? Hàn Tuyệt cần phải cẩn thận, hỏi thăm trong lòng, phải chăng ta tiếp nhận sẽ có nguy hiểm đến tính mạng? Cần khấu trừ 10 ức ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Cũng không, Hàn Tuyệt thở dài một hơi, đối mặt với sáng tạo đạo giả thì luôn phải cẩn thận. Hắn lặng lẽ lựa chọn tiếp nhận báo mộng. Cảnh trong mơ chính là lĩnh vực không bạch, lần nữa hắn nhìn thấy đệ cửu hỗn độn, vẫn thần bí như trước, không thấy rõ chân dung. Cửu hỗn độn mở miệng nói, Hàn Tuyệt, ta muốn hỏi thăm ngươi về một tồn tại. À, còn có tồn tại mà ngài không biết sao? Hàn Tuyệt cười hỏi, không thể có biểu hiện căng thẳng, nếu không dễ dàng có sơ hở. Nhưng mà quả thật hắn cũng không áp lực, hắn đã dùng Diệu Duyên Thư cải biến thân phận Hắc Ám Cấm Chủ. Hắc Ám Cấm Chủ, có lời đồn ngươi cũng từng bị Hắc Ám Cấm Chủ nguyền rủa phải không? Đệ cửu hỗn độn hỏi. Hàn Tuyệt cau mày nói, không sai. Chuẩn xác mà nói, rất nhiều người tu hành ở thiên đạo cũng từng bị nguyền rủa. Trước kia ta cho rằng Hắc Ám Cấm Chủ là thế lực ở hỗn độn muốn dò xét thiên đạo, chẳng lẽ ngay cả ngài cũng bị hắn nguyền rủa? Đệ cửu hỗn độn nói, dĩ nhiên sẽ không, chỉ là ta tính đến nhân quả của hắn, thấy sẽ dẫn phát đại kiếp nạn. Nghiêm trọng như vậy, hắn là ai? Ngài có thể hiệu triệu những vị sáng tạo đạo giả khác cùng nhau diệt trừ hắn. Ta đã chứng được sáng tạo đạo giả, nhưng không cách nào tính toán được thân phận chân thật của hắn, quả thực kỳ quái, chẳng lẽ hắn cũng là sáng tạo đạo giả? Hàn Tuyệt nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ sầu lo. Đệ cửu hỗn độn nói, Hắc Ám Cấm Chủ dùng một quyển sách để nguyền rủa, bên trong thiên đạo có người tu hành nào lấy sách làm pháp bảo hay không? Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, quả thật trong thiên đạo có rất nhiều người tu hành lấy sách làm pháp bảo, nhưng số lượng cũng quá nhiều, hơn nữa tu vi cũng rất yếu, mạnh nhất cũng là Phục Hy. Y có Hà Đồ Lạc Thư, là đệ tử của đạo tổ. Đệ cửu hỗn độn nói, có lẽ tu vi của Hắc Ám Cấm Chủ không cao, chỉ là sở hữu đạo bảo cực hạn, chắc ngươi cũng rõ ràng về sự cường đại của đạo bảo cực hạn. Có lẽ không uy hiếp được sáng tạo đạo giả, nhưng có thể che đậy nhân quả, khiến cho sáng tạo đạo giả cũng không thể phát hiện. Đạo tràng của ngươi phải là đạo bảo cực hạn, cho nên lúc ngươi còn yếu, người khác cũng không cách nào tìm được ngươi. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, tiền, bối. Ngài đây là hoài nghi ta sao? Ta ở bên trong đạo tràng nguyền rủa ngài ư? Nhưng ngài có thể báo mộng cho ta, nói rõ sự che đậy nhân quả của ta không mạnh như vậy. Đệ cửu hỗn độn trầm mặc. Đệ cửu hỗn độn sinh ra hảo cảm với ngươi, độ hảo cảm hiện tại là một sao cái quỷ gì thế? Dạng này còn có thể sinh ra hảo cảm, chẳng lẽ thật sự là thăm dò? Hàn Tuyệt kinh ngạc trong lòng, cũng không dám xem thường, độ hảo cảm một sao không tính là cái gì. Đệ cửu hỗn độn nói, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, điều tra Hắc Ám Cấm Chủ. Một khi tra được thì ta sẽ chuyển giao cho ngươi một cọc cơ duyên, là một kỳ ngộ có thể làm cho sáng tạo đạo giả càng mạnh hơn. Ngữ khí của gã bình thản, lại lộ ra vẻ tự tin vô cùng.
Các bạn vừa nghe xong tập 105 của bộ truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.